ca hôn tu aroga hôn tu sambati samê chan tu su khi atta năng mariharan tu lô khắp ta chan ít đục kha phayapa ta chan ít phaya sở khắp ta chan ít sở ca hôn tu sắp bê đi ba ni nông. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bền hoàng, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hay như mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng Nhật Bình, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Bình, kính chào quý anh chị em đạo hữu dồi dào đạo tràng Nhật Bình, kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đặt bạch để hòa trì vi giới. Uka samayang phan te visum visum rakhanat tha yati sarane na sahaban cha se la ni ya cha ma. Bạch Ma Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo đề văn, giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dạm bi ma văn phành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo đề văn, dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta thì giảm bi ma văn phàn tê vi sâm ra kha na tha ya ti sa na ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy của gia đình hàng Phật tử của chúng con, vào xa thú lành thai, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá, kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào sư Hồng Nhật, sư Tâm Hạnh, sư Meta, Huynh Phước Sang, sư Pháp Nguồn, sư Tịnh Kiện, sư Thi An Lạc, sư Niệm Từ và đạo hữu Karuna. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sạch Năng Gạch Chá Hào Mỹ, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa nâng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sẵn khẳng sa nâng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đô ti yam vi bụt đăng sa nâng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đô ti yam vi đồng mong sa nâng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì, Đô Ti Âm Bi Sang Khấn Sàn Nâng Gạch Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Tạ Ti Âm Bi Bụt Đăng Sàn Nâng Gạch Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tạ Ti Âm Bi Đấm Măng Sàn Nâng Gạch Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba, Tạ Ti Âm Bi Sang Khấn Sàn Nâng Gạch Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, Bụt Đăng Sàn Nâng Gạch Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Phẩm Mang Sàn Nâng Gạch Chá Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật.
Sẵn hăng sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng. Đô ti giam mi bật đăng sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đô ti giam mi đam măng sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đô ti giam mi sẵn hăng sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng. Lần thứ nhì, ta thì giảm bi bất đẳng sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Lần thứ ba, ta thì giảm bi đam măng sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Lần thứ ba, ta thì giảm bi sang khang sa đa năng ca chả mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng. Lần thứ ba. Thì sa rana ca năng nịch thị tăng pháp vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta về ra mặt ni sẽ khó với thằng sa ma bị giả mi. Còn xin với như điều học là quy tránh xa sự sát sanh. À đinh na đa na về ra mặt đi khóc lăng sa mát dạ mi. Còn xin với như điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra về ra mặt đi khóc lăng sa mát dạ mi. Còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da về ra mặt đi sẽ có năng sa ma dạ mi. Còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra ya ma cha pa ma da tha na về ra mặt đi sẽ có năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dây uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta về ra mani sikha ba đăng samadhi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinna dana về ra mani sikha ba đăng samadhi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara về ra mani sikha ba đăng samadhi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da về ra mani sikha ba đăng samadhi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nổi dối sura me ra yamat chap và ma da tha na về ra mani sikha ba đăng samadhi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badani satu kangka tuanga pamade nani jaka lang samarakita bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải năng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan te và chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tích sì lê na phu ca sâm bác đài sì lê na nê phu tinh doan tì ta sâm mang sì lăng ủy sô thác dê. Các chúng sanh đã sanh về có trời cũng nhờ dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dữ giới. Bởi cơ khai cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Xa thu lành thai,
Uttamang ghe na quan đề hăng ba đà phạn sum và ruột tam ăn buốt thầy vô ca li tơ đâu sao buốt thâu kham tu tăng mà măng Uttamang ghe na con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hằng thầm mạnh cho Đức Quý Thần và răng thầm mê dô ca li tô đô sâu thầm mô ca ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hằng sẵn khanh cha đưa vị thoát tam ăn sang khệ vô kha li tô đô sô sang khô ca ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho. Dạ, con sai rồi, con xin đọc lại. Uttamang ghe na quanh đê hằng sang khanh cha đưa vị thoát tam ăn sang khệ vô ca li tô đô sô sang khô ca ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. So thalato sukito virono ho bodhassa sane arogo sukito ho isa sabbe nya tipi sa thalatham sukita virona bodhassa sane aroga sukita ho isa sabbe nya tipi te thalatha sukita virona bodhassa sane aroga sukita ho tassa sabbe hi nya ti. Phiên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, ao nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh. Nguyện thấy chúng sanh có oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gia đình tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa na cầm măng ca ta văn ki đi văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta san nhị nô ca tăng bồn nha pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha quán tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đến năng bồn nha pha lăng mày ya ye ca ta thành a cha nan thì để qua gạnh tờ ni ye đa dùm sa bê lô cầm hi ye sa ta chi quan ta a ra hê tu ca ma mun nang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti.
Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý Ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Thai đã có quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Thai dạ, Nam mô Thâm Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Thánh Tính Pháp, kính chào Hiển Mộng, kính chào Như Quang, kính chào Nguyên Trần, kính chào Anh Sít Đô, kính chào Karuna, mình chào Giang Nhật Hà, mình chào Sích Niệm Từ, mình chào Thi An Lạc, kính chào Sách Thá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và bây giờ thì chúng con, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể chuẩn bị những câu hỏi và cũng có thể đưa những bàn tay lên chết chát cũng được, hoặc đưa bàn tay lên cầm mic để hỏi cũng được. Và Nhật Quỳnh cũng kính mời nếu vị nào có thể thì xin đưa tay lên làm anh chi cho Ngài Liễu Tâm. Dạ, đây đạo tràng chúng ta một tuần chỉ có một ngày hôm nay để mà có những cái gì thắc mắc thì hỏi Ngài để Ngài trả lời. Thì trong đạo tràng cùng nhau học hỏi, nhất là Nhật Quỳnh đã xin học được câu hỏi của quý vị. Nên rất mong bàn tay cũng như rất mong những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, kính chào Bảo Khanh nha, kính chào Thích Kim và vào đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đón tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta sa. Dhamma cha lô ca thi ba tê sa ham ba tê ca tan cha lê an thi hòa răng a gia cha tha sa an tê tha sát tập ba ra chập kha cha tí ca đệ xe tu thâm măng a nu cam bi măng ba chăng sa thâm ma phê rìm vi na danh cha ca văn sùa tan cha băng thăng a vi thâm ma chậm măng a cô ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bê và ba bô tha này về ba đi xa và mạch chê phạm thiên phần ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi việc lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ a đó là nhôm kiều trận như được ném hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giác vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn ai những điều lợi ích thằng còn lâu năm cả tam trời thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được
Tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thần kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Già Kính Thưa Chư Thần Sinh Nam Cư Sinh Nữ Trong Đạo Tràng Hỷ Hậu Phi Nghe Tiếng Chúng Tôi Rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ, Sa Thủ Lành Thai, con nghe âm thanh Ngài rõ và cũng thấy trong Đạo Tràng cũng nói âm thanh Ngài rất là rõ. Dạ, vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Điêm về giao đạo tràng. Dạ, xin mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ. Xin mời đạo tràng cho những câu hỏi bằng cách là đưa bàn tay hoặc là chích chát cũng được, như Quỳnh sẽ đọc. Và nếu có vị nào có thể làm MC cho ngài thì cũng xin đưa bàn tay lên. Quỳnh Giang Nhật Hà nè, Quỳnh Thánh Pháp nè, dạ mấy vị mà nam tử này có thể làm thị giả cho ngài không thì xin đưa bàn tay lên ạ. Con không lấy bàn tay cũng không có thay câu kết chát. Dạ, ngài cho con hỏi một câu. Tại lúc sáng con học ở lớp học Bích Hóa Thâm Má đó, nói về ngài cấp cô độc. Khi hậu đậu chư tăng là không phân biệt thì con chợt nghĩ lại là thí dụ như con là một người Phật tử đi, mình muốn hậu đậu Tam Bảo, tức là mình hậu đậu những vị sư, thì mình có nên chọn vị nào học hành luật lệ rồi đàng hoàng để mình đậu, hay là mình chỉ biết rằng là chỉ có đắp y hoặc là gọi là sư cô hoặc thầy hay là sư vậy, đại khái là vậy, nói là nhập Phật thì mình cứ hầu độ bạch ngài, ngài chỉ dạy giùm cho con mình hầu độ của mình có nên lựa không ạ. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Giá Kính Thưa Chư Quý Vị. Cấp cô độc cũng sinh vào cái thời đó, vào rằng cũng có thể có những cái vị sư nó không có trúng mức, nhưng mà cái đó rất là hiếm. Thành ra khi ông ta làm phước, ông ta không có cần để ý nhiều. Nhưng quý vị nên nhớ, chúng ta bây giờ là sống ở thời mạt pháp. Nếu mà mình không lựa chọn là tiêu luôn, chứ không nói tiếng nào rồi. Bởi vì chúng ta nên hiểu rằng chúng ta vẫn là phàm nhân. Mà khi mình làm cái việc rồi, mình nghĩ đó cái việc đó là tốt, nhưng mà mình xét lại, tới khi mình xét lại hoặc nghe người nói cái đó không tốt thì cái tâm mình như thế nào, thấy không? Thành ra tốt nhất nên lựa trước. Nghĩa là lựa là người ít nhất tu hành đàng hoàng, có học hành, có giới, có này, có nọ. Chứ còn mà mình không lựa là mình chỉ từ lỗ chỉ thua thôi, chứ không có đường nào lời ở thời buổi này. Thứ nhất là những cái quốc gia mà cái tình trạng nó không được tốt đẹp cho lắm, thì nó nhiều khi mặc y không phải là để tu, mà cái y vô nhiều khi để làm cái nhiệm vụ gì của chính phủ giao phó hay cái gì đó, nhiều chuyện gì đó ha, còn thành nào mà mặc y để nuôi mạng, thành nó đó là những cái chuyện mình cần phải xem xét trước khi mình làm phước, để mình khỏi phải dính vào cái sự hối hận hay cái sự bức xúc thì sao. Bởi sự hối hận, sự bức xúc có thể làm cho phước báo tất cả những cái điều của mình đã làm nó sẽ không có mình có được cái giống như mình muốn. Ngay cả thời Đức Phật của thời bây giờ đó, cái người mà mặc y
nó có tới 4 năm hạng khác nhau. Nó, trong kinh điển có ghi là mặc y để nuôi mạng, mặc y để tìm những cái đồ mà ở ngoài mình khó làm. Ví dụ như quý vị thấy nhiều cái vị sư trong phòng tượng Phật này tượng Phật nọ rồi ngày kia ông chồng hay xá lợi này xá lợi nọ đó, mặc y chỉ để làm việc đó. Cái thứ ba, tu vì không biết, thấy người ta đi tu vui quá đi tu theo, không biết. Cái thứ tư, tu để làm hại giáo pháp. Thường thường quý vị thấy cũng rất nhiều, thời buổi này thì rất nhiều. Cái cuối cùng mới là cái tu được bậc thiện trí tán dương, là tu để từng diệt phiền não và ra khỏi cái luân hồi này. Thì cái đó là cái mà Đức Phật tán dương, hay bậc thiện trí tán dương. Thành ra khi mình muốn là bước, phải là bước cho cái bậc thứ năm, nhớ tu để được ra khỏi sự khổ đau này, tu để được những cái điều tối thượng mà kinh giáo điển Đức Phật đã dạy cho. Còn 4 hạng kia thì mình có là phước, có hộ độ thì cũng từ lỗ chí lỗ rồi thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ sa thú đành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chích chát ạ. Mến chào Thiện Vũ. Dạ, một lần nữa Nhật Bình kính mời bằng tay và mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, con cũng chưa thấy bằng tay, con cũng chưa thấy câu hỏi. Dạ, dạ, ngài cho phép con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, mời quý vị, mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay và chích chát lên nha. Dạ, bạch ngài, ngài nói về mình hậu độ thì mình phải coi, phải coi chừng, coi chừng trước khi mình hậu độ để mình không phải ân hận. Thì có một điều con nói cái này, con hỏi cái này con thấy nó cũng hơi tế nhị, nhưng mà trong lòng con nó cũng thắc mắc lắm. Ví dụ con có từng nghe có người nói với con, trời ơi, nghe cái vị ni sư đó, đó nói pháp hay dữ lắm vậy đó. Và giống như là một vị thánh vậy đó. Và nói tới mà đến nỗi mà trời là mưa xuống liền luôn vậy đó. Mưa, trời đang nắng mà lất phất mưa liền. Thì cái vị đó nói con, mà vị đó cũng từng đi chùa Nam Truyền rồi này kia. Và nhưng mà con nghe nói vậy thì con lấy làm lạ. Ủa, tại sao một vị mà nếu mà tu mà gọi là đắc y ni sư thì thấy rõ ràng là ni sư thì không còn trong cái thời buổi này, mà tu đến nỗi mà linh đến như một vị thánh vậy đó, mà nói vậy mà mật và trời mưa luôn. Dạ, thì con kính bạch ngài, ví dụ như con, và con tin cái hiện tượng đó đó là người này đã đắc quả gì. Cái thứ hai á, mà con hộ độ, con nghĩ nè, đây là một vị gọi là đắc đạo quả. Như vậy á, cái kết quả con thầy sẽ như thế nào bạch ngài? Một là con làm như vậy là giống như mình tiếp tay với một vị cải lời Đức Phật, rồi mình lại tán thán một người mà mình không biết rõ là như thế nào. Nếu mà đã cãi lời Đức Phật thì nói đắc quả thánh thì trong lòng con nghĩ là không có rồi. Nhưng mà nếu con cũng bắt chước những người kia, con cũng tán thán, con hộ độ rồi con như thế này thế khác ấy, thì bạch ngài, thì cái quả của con như thế nào, cái đường tiến hóa của con trong giáo pháp của Đức Thế Tôn có còn không, hay là bị chậm lại? Bạch ngài, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, khi mình đã làm không trúng rồi thì câu quả nó rất là đau thương, chứ mình không thể nào nói mình có sự tiến bộ trong giáo pháp này được.
Nhưng cái khổ bây giờ con người ta không có lường được là cái quả nhiều khi nó tới chậm chứ nó không có tới sớm. Quý vị học trong kinh Pháp Cú cũng có nói đó, không phải là làm cái nó có quả liền, có những cái nó có quả liền gọi là quả báo nhãn tiền đi nữa thì cũng phải cả tuần lễ chứ không có ít, chứ đâu phải cho là có quả liền đâu. Thành ra đó người ta dễ vui, người ta thấy có ai mà can cái mấy vụ đó thì nó nói tôi làm phước vậy chứ có đâu, tôi dẫn người tôi vẫn vui vẻ được. Đúng, làm phước người vui vẻ nhưng mà tại cái quả xấu nó chưa phát sanh, cái quả xấu phát sanh rồi cũng đổ lệ như được. Nên nhớ là mình nên học hỏi trước để biết vào cái thời này nó có những cái gì nó xảy ra giáo pháp, nên thì mình mới ấy được. Cái người đó họ có thể họ nói nghe hay thì cái chuyện đó nó có thể đúng, nhưng mà hay theo đời hay là hay theo đạo, nên nhớ chuyện đó. Mình không hiểu rồi thì người ta cứ nói, mình cứ thấy nghe nói năm ba điều đọc thơ rồi này kia xong mình tưởng nó hay chứ không phải. Thì cái đó là phải cần cái sự hiểu biết chứ không thể nó nói là mình nghe lời người ta là nhiều khi mình cũng tiêu. Thời buổi này rất nhiều người tạo nghiệp xấu mà không biết. Nghiệp xấu tức là mình hộ độ cho những cái người mà tu 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 theo kiểu nói là tu để phá đạo đó. Thì mình đã là cái nhân để cho những cái người nó tiếp tục cái việc xấu rồi thì làm sao mà mình được cái quả lành được. Đó. Thì bây giờ ở đây thì mà ít thấy, giờ mình nói về ở trong Việt Nam đó, thấy không, lâu lâu nó chiếu lên video thấy chúng tôi không có biết nhiều, thấy video nhà sư vẫn ngồi uống bia như thường, mặc đồ nhà ông sư chứ ông có thể là không phải là ông sư đó. Thấy rõ ràng chứ đâu phải đợi chứ, thấy rõ ràng. Mà khi ông ta tế pháp, ông ta nói người ta thuộc lòng một số bài pháp, người ta tiêu pháp hay mình tưởng thứ thiệt mình chết. Nhìn phải nhìn đầy đủ, nhìn theo cái đó phải nghiên cứu theo một số điều kiện. Nếu giáo pháp này đứng vững nhờ hàng tứ chúng, thành ra cái chuyện mà mình đọc luật của tỳ kheo hay của tỳ kheo ni đó là cái chuyện không có gì tội lỗi đó, mà mình cứ sợ sợ mấy cái ông mà giả tu rồi hù là đọc cái đó thì mù mắt rồi này kim dung, mình không dám đọc. Mà khi mình không dám đọc làm sao biết người đó tu thật tu giả, bởi vì cái quyển lực tỳ kheo, lực tỳ kheo ni đó cái đó là sách coi tướng của ông sư và bà sư. Mình đọc cái đó xong rồi mình biết người nào, mình chỉ cần nhìn tướng hoặc cái tướng bộ bộ dạng họ biết thứ thiệt cái giống này nè, cái gì đó. Mà cái những cái đó mình không chịu đọc thì mình chết thôi, làm sao mình biết được. Mình là một trong những bốn cái hàng người có nhiệm vụ để bảo vệ và để duy trì giáo pháp này chứ không phải không. Tỳ khưu đi cần sinh nam và sinh nữ, mà bây giờ trong hệ nguyên thủy thì tỳ khưu ni không còn, thì còn có ba hạng, mà hai cái hạng mà có nhiều cái điều kiện để giúp đỡ giáo pháp nhà nhất là cần sinh nam và sinh nữ chứ không phải là ông sư. Nhớ chuyện đó, quý vị mà không tới chùa để học hỏi giáo pháp, không có hỏi ông sư thì ông có học rồi ông cũng ngồi đó ông thở dài thôi chứ không làm gì vậy. Chúng tôi ngồi ở ông chùa đây nhiều khi phải ra cả ngày, nhưng mà nhờ computer đọc lên rồi nghe pháp của mấy sư thái sư mấy điện rồi nó cũng vui, chứ còn nếu không ở chắc cũng điên rồi. Bởi vì người ta tới người ta hỏi đây ngày tốt ngày xấu, muốn tuấn cúng cái đó cúng sao là hầu là làng gì ông chồng cúng sao, đa số là tới. Bởi vì chúng tôi nói nhiều lần để quý vị nghe, có lẽ quý vị không có thích. Hồi xưa người ta đi chùa ta cầu đạo, bây giờ đi chùa chỉ cầu an cầu siêu mà thôi đó. Thì cái thời như vậy đó, thì ông sư mà muốn mặc đồ ông sư mà muốn đời sống phay phả thì phải tụng kinh rược sư rồi này kia ông sùng thì mới có tiền, chứ còn nếu không thì sức mấy. Cần đi vô phải lựa phải coi phải học hỏi thêm những vấn đề để biết, để khi mình làm phước để bảo vệ cái người tu hành đàng hoàng, và có thể là cái đó là cái điều kiện để duy trì cái giáo pháp Đức Phật được.
chứ còn nếu không chưa chắc. Thành ra phải học chuyện đó, cũng phải học chứ không phải không. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú đành thai. Dạ con hành kính tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con để con hiểu hơn. Dạ, chứ ở đầu con nó cứ lung tung quá. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. Một lần nữa con hành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú bàn tay chị Metta. Mời chị nha. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Thầm Ma giá. Nam mô Sàng Khai giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liệu Tông, cùng cho Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Và con có một cái câu hỏi nho nhỏ của một người khác, nhờ cô hỏi giùm. Là cái người này thì đi làm cho một cái club, mà cái club này thì có bán rượu, rồi cũng có cà phê, rồi cũng có thức ăn. Nhưng mà những người khách đi vào đây thì có kéo máy, rồi cũng có ăn uống, rồi nói chung là có vừa có rượu, rồi thức ăn, rồi có kéo máy. Thì khi nào khách kêu cái gì thì cái người này cũng phải bưng để đi ra phục vụ cho những người mà đến cái club đó chơi nè. Như người đó hỏi con, nhờ con hỏi Ngài coi, nếu mà làm cái nghề như vậy để kiếm tiền nuôi mạng thì có phải là đồng tiền đó là nuôi mạng bằng cái tà mạng hay không? Dạ, con xin Ngài trả lời giúp con. Dạ, con kính dâng mình đến Ngài. Nam mô Bố Thầy giả kinh bạch chư tổ ngài giả kinh thưa cho quý vị. Có nhiều cái nghề mà nếu mà nó có phải tà mạng hay không thì cái đó không có không chắc. Nhưng mà cái nghề đó có thể đưa mình đi về bốn đường khẩu cảnh. Bây giờ mình cần để mình lo một số vấn đề thì đi làm thì, nhưng mà nhớ rằng làm trong thời gian rất là ngắn rồi kiếm việc khác. Chứ còn mình làm hoài tức là mình tạo một cái, nó thành một cái thương cận y duyên thì rất là nguy hiểm. Ví dụ như cái nghề đó, buôn bán chất xài chẳng hạn, mình tưởng đâu nó là chuyện nhỏ, nó không phải là chuyện nhỏ. Nó có năm cái điều mà Đức Phật dạy cư sĩ Phật tử không nên làm. Buôn bán chất xài, buôn bán vũ khí, buôn bán thu vật để cho người ta mua, người ta giết, còn này kia em chồng đó. Mình tưởng chuyện đó bình thường, nó không bình thường chút nào. Nếu mà nó bình thường thì Đức Phật không có khuyên chúng sanh không nên làm. Thành ra nếu nó đế trong cái cơ mà cùng cực vậy đó có thể đi làm, nhưng mà phải nghĩa là quyết định trong tâm là làm để trang trải một số chuyện rồi đi kiếm gì khác cho nó tương đối, nó giới mình nó được trong sạch thì vẫn tốt hơn. Còn nếu mà cảm thấy ham tiền quá không ấy, cứ theo hoài thì tới chừng gặp thiên dương là tính chuyện. Âm mưu với thà giá. Dạ, Nam mô Bố Tha giá. Dạ, con kính cảm ơn Ngài đã giúp con để con trả lời cho cái người mượn câu hỏi. Dạ, con kính dâng mic trở lại cho, dạ, con kính dâng mic trở lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liệu Tông đã trả lời câu hỏi của chị Metta. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Metta. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chích tác. Dạ, sa thú bàn tay của Sích Thà. Mời Sích Thà nha.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mài, Nam Mô Sàng Mài. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Trư Tôn Đức, Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, sẵn Ngài giảng về cái phần giới luật tỳ kheo thì con cũng có cái đọc cái phần đó của cái bản giới bổn tỳ kheo luật tứ. Thì trong cái trong đó có một cái 30 giới mà phải sám hối, thì cái 41, cái đó là cái năm, cái số năm 41 thì nói như vậy để con đọc cho Ngài. Sám hối 41 là đưa ngoại đạo ăn, nếu tỳ kheo nào tự chính tay mình đem thức ăn tặng nam nữ ngoại đạo thì phạm sám hối. Dạ, cái phần này con chưa có hiểu thưa Ngài, tại sao lại phạm nếu mà vì tỳ kheo tự động đưa thức ăn cho một người ngoại đạo. Dạ, Ngài có thể giảng cho con cái phần này. Dạ, con xin trân mất lại. Nam mô Phật Thà. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Tỳ kheo đi bác. Đồ mà nhận được từ cái chú thí chủ của dân đó, chỉ làm được có hai việc mà thôi. Thứ nhất là dâng cho cha cho mẹ, thứ hai để mình dùng, ngoài ra không được quyền cho ai cả. Bởi vì khi mình cho cái đó là không có được, không có đúng. Nên nhớ chuyện đó, thằng đó đội lọt cho tay ông sư không phải mới xài sao cũng tốt, không có đâu, xài tầm bậy cũng không được. Nghĩa là Đức Phật chỉ cho phép đem cái của đó dâng cho cha cho mẹ, phần còn lại để mình dùng, chứ không thể cho ai ngoài cha mẹ cả. Thành ra cho ai ngoài cha mẹ thì phạm, chứ không có gì. Bất cứ người đó là ai, ví dụ như thí chủ thân mình họ thèm món đó, mình thấy rồi mình về cho họ cái cũng không được. Bởi vì đừng có nghĩ ông sư đi tiệc binh lấy đồ rồi trong binh ra muốn cho ai cho, cái đó không có được. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Nhưng mà giờ đó thưa Ngài, đa phần thì kheo không có đi bình bát nữa, nhưng mà ví dụ như trai tăng thì để thức ăn trên bàn, rồi khi thọ thực xong thì đi. Thì ví dụ như tụi con giống như hôm bữa mới làm lễ Katina, thì Ngài thì cũng hơi thiếu đồ ăn, thì tụi con thấy cái bàn đó của chư tăng ăn xong rồi thì tụi con cũng vô ăn, thì cái đó cũng không phải là phạm cái giới gì cho tỳ kheo không thưa Ngài, tại vì không phải là chính tay cái vị đó đưa mà thức ăn được dọn trên bàn. Dạ, con hỏi kỹ để biết. Dạ, con xin trao mít cho Ngài. Nam mô Phật Thà. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Khi nhà sư mà đứng lên khỏi cái chỗ dùng rồi thì cái đó cái phần còn gọi là tàn thức. Thì theo cách sử dụng của thí chủ mà dân ở đó. Ví dụ như thí chủ dân sư ăn xong rồi thí chủ dọn xuống để cho người trong tới làm phụ công gì đó dùng. Ông sư không có nói vậy, bởi đó là tàn thức, ông sư cũng hết cái quyền trong cái chuyện. Nghĩa là còn chưa ăn mà thấy người nào đó rồi lấy cho thì không được, ngoài trừ cha mẹ mà thôi, nên nhớ vậy. Nhưng mà tốt nhất quý vị không rành luật ông sư thì nhiều khi đó đứng gần gần ông sư cũng thấy mình làm từ sáng tới chiều dễ thương với ông cho cái gì đó thì không nên nhận, nên nhớ chứ. Nên nhận trong lúc ông chưa ăn đó thì không có nên nhận cái gì hết đó. Bởi vì cái đó là theo vật thực người ta cúng dường cho chư tăng, nhưng thẳng có cúng dường cho mình. Mà ông sư đem cái vật thực ta cúng dường như giống như tôi nói là chỉ cho được cha mẹ mà thôi. Thành ra còn khi nhà sư dùng xong phần còn lại gọi là tàn thực, thì cái đó chưa cần cho nam người nữ có thể dùng được. Chứ còn nếu mà chư tăng chưa đụng vô thì không được. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ, dạ, con kính tri ân Ngài. Vậy thì con nhớ có một lần bị tăng, có bị tỳ kheo có cho con trái cây đó thưa Ngài, lúc đó
được xấy chỉnh để trên bàn thờ Phật, thì con cũng không biết nữa, cũng lấy mà để mai mốt thì ngày dạy gì thì chắc con phải cẩn thận hơn, tại vì thứ nhất mình cũng không cho cái vị thầy kheo đó phạm giới, mà thứ nhì con cũng không muốn tạo cái nhân. Nhưng con hỏi ngài thêm một câu là nó cũng liên quan đến cái giới luật, nói là ăn thí dụ như tụi con trai tăng mà có thể do sự trục trặc á, thưa ngài, nó hơi quá giờ một chút, nó giống như là nó 5-10 phút mà quá cái giờ ngọ là cái giờ 12 giờ đó thưa ngài, thì nhiều khi tụi con cũng cố gắng nhưng mà do vấn đề trục trặc kỹ thuật lâu lâu nó cũng hơi bị không được smooth lắm, thì nhiều khi con thấy có lần con có thấy một cái vị tỳ kheo cũng có vẻ hơi bực mình là không, Phật tử không có làm đúng luật, có dọn bàn lên cho đúng giờ đó, thành ra đâm ra Phật tử cũng e ngại, là thấy đang làm thiện sự mà cũng thấy cái tâm phiền não làm không đúng bổn phận, là không có đúng giờ giấc, rồi lại bị vị tỳ kheo đó la. Thì con thấy không biết là ví dụ như đã mình nói giờ giấc thì con không biết trong kinh luật là phải nói đúng 12 giờ trưa hay là theo cái giờ của thời Đức Phật ngày xưa là chỉ căn cứ trên mặt trời thôi thưa ngài. Thì nếu mà nói về giờ giấc ở đây, nhiều khi những cái giờ giấc nó cũng sai chệch một chút, mình cũng không thể khẳng định nó là đúng hay sai. Mà nếu mà cái vị tỳ kheo mà có vẻ trách móc cái thứ này, rồi làm cho Phật tử cũng không có được, khi làm việc thiện cũng không có được trọn vẹn, bị la đó, thì theo ngài thì giới luật đó mình hơi sơ xích giờ một chút xíu, mà nếu mà vị tỳ kheo mà thông cảm thì con nghĩ nó có thể là nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà con thấy thôi khi mình khư quá đó nó bị kẹt. Và con có thể ngài có thể giảng cho tụi con rõ, riêng cái phần con thì con cũng muốn rõ cho biết là. Dạ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bố Thà, dạ kinh bạch theo tôi vì dạ kinh thưa chú vị. Giờ đó là cái giờ địa phương, cái nơi chúng sanh đã đang ở, nơi ông sư đang ở. Nhưng mà coi những cái dùng mà vừa vào cái giờ đó không được, là người ta tính theo cái giờ chế định của cái địa phương đó, là 12 giờ là trưa. Tại vì mình ở mà ở gần cái đường xích đạo thì nó trúng, chứ còn trên cái xuôi về hướng Bắc nhiều quá hay xuôi về hướng Nam nhiều quá thì nó không ấy. Thành ra người ta thường thì lựa cái giờ theo cái giờ địa phương đó. Thành ra mình phải cẩn thận. Bây giờ có nhiều ông sư ông rất là cứng rắn trong mấy cái vụ đó. Dù rằng quý vị dọn có thể trễ, nhưng mà nếu đúng 12 giờ thì thường thường là quý vị đa số chưa thăng ta không có dùng. Ta đừng ăn, ta cũng để đũa xuống cho ta không có dùng. Thành ra phải cẩn thận, có nhiều vị ta rất là đàng hoàng trong cái việc đó, chứ không phải đó là quý vị nên nhớ chuyện đó. Trong Bali đó, cái chữ đó đó không phải là cấm ăn mà là cấm nhai. Tức từ tướng bóng trở đi là cấm nhai. Anh ta có những gì anh ta họ giữ giới rất là chặt chẽ, anh ta không muốn phạm những cái giới đó. Cái thứ hai nó là về tới mấy nhà sư thì nên coi chừng, bởi vì có nhiều giàu rằng thời buổi này nó có nhiều cái gì người ta vẫn không giữ tiền giữ bạc kia đó gì mà để bao thờ để này để nọ đó, nó phiền phức lắm. Có nhiều vậy thì người ta lấy cái bao thờ thì để với cái giải lót bạn, anh ta đi ra chứ anh ta không có đem theo. Thành ra quý vị thấy vậy, quý vị cứ nghĩ ông sư ông chê không phải, còn những cái vị tự giữ giới rất đàng hoàng nhớ, chứ không phải là lúc nào mình nghĩ ôi ông sư kia ông nhận thì ông này chắc cũng nhận, không có nên, không phải ông nào cũng vậy. Bởi vì cái giữ giới theo lời là của Đức Phật họ giữ tới 5.000 năm lận, chứ không phải bây giờ 3.000 mấy năm mà. Anh ta thấy những cái vị sư mà nó có thể là không giống người, quý vị mình cẩn thận cái chuyện đó, dân cúng rồi chuyện này cẩn thận.
nên học hỏi cho biết những cái gì mà nhà sư làm được, cái gì ngoài giờ làm được, thí dụ vậy, thì dân những cái gì được thì nên dân, dân gì không được thì để bữa khác, chứ đừng có thấy 12 giờ rồi mà còn dân thì cái đó là rất là phiền phức cho những cái vị sư người ta tu đàng hoàng. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con kính trưa Ngài. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Trong giới luật á, là cấm dùng các chất say, ngay cả người cận sinh nam, cận sinh nữ mà giữ năm năm giới đó thưa Ngài. Nhưng mà con thấy có khi có những vị tỳ kheo hút thuốc lá và nói rằng là nó không có trong cái giới luật, tại vì nó không phải là cái rượu bia. Thì cái đó mình phải nghĩ sao thưa Ngài? Dạ con xin trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Nam mô Phật Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thường thường đó, hút thuốc lá ăn trầu đó là nó giúp cho một số cái chuyện gì của cái thân thể của người đó liên quan tới bệnh gì ông trùm đó, chứ không phải là không. Nhưng mà thường thường đa số đó, cái thuốc mà họ ấy là cái thuốc nó gọi là cái lá gì đó, họ dấn, chứ không phải là họ ra một thuốc ngoài. Chúng tôi ở Thái để ý như vậy đó, hoặc là người ta ăn trầu vậy, người ta dựa vào một số cái điều kiện của trầu để người ta làm cái gì đó, chứ còn từ từ hút mà để cho thọ thích tào lao hay gì ông sùm đó thì cái đó là mới phạm. À, cũng giống như là thuốc rút rượu vậy, đúng mà ngâm rượu á, thật sự ông sư ông uống cái loại đó nó khó khăn lắm, chứ nó không phải dễ, là phải múc múc ra để phơi ngoài sương qua đêm để cho nó bay hết cái chất rượu. À, mà có nhiều người ta không uống, là bởi vì ta nói để vậy là nó mất hết cái chất thuốc đó. Nhưng mà cái đó là bắt buộc phải vậy, chứ còn mùi không được, còn hơi không có được. Ừ, thì cái này cũng vậy, cái thuốc cũng vậy. Nếu mà hút thuốc mà hút mà để thỏa thích đồ này kia ông sùng đó thì vẫn phạm như thường, nhưng phạm nó dính vào cái tội khác, chứ không không có dính cái vụ mà hút thuốc. Vào thời Đức Phật đồng ý là nó chưa có cái vụ thuốc thì, nhưng mà cái gì nên nhớ đó, trước khi Đức Phật Ngài có ban hành bốn cái điều gọi là cha tụ má bà thê xà, bốn điều canh cãi đó, có nghĩa là điều gì mà chưa cấm, nếu phù hợp điều cấm thì cấm, mà không phù hợp cái điều cấm thì có thể làm được. Cái điều thứ hai, cái điều gì mà chưa cho phép mà phù hợp với điều cho phép thì làm được, mà phù hợp điều không cho phép thì cũng không làm được. Thành nó có những cái chuyện mà phải dựa vào cái nhà tu mà bà thi xã đó, chứ không phải mình nói muốn làm Đức Phật không cấm, không Đức Phật nghĩa là cái giới luật Đức Phật là cấm 100%, chứ không nói thế nào đó. Trước khi ngày nước bạn này cho bốn cái điều đó đó, thành ra nếu mình dựa vào một số cái chất sai mà thời Đức Phật đã cấm rồi thì cái đó hút thuốc cũng được, rồi mình phải dựa vào một số chuyện như vậy đó, theo cái bốn cái điều canh cãi của Đức Phật đã ban hành cho chư tăng trong lúc ngày gần niết bàn. Anh đã kể như là nó khớp cả 100% hết, chứ đừng nói là Đức Phật không có, cái đó Phật hồi Đức Phật không có, nhưng mà ngài đã liệu trước rồi. Một cái thầy á, Nam Mô Bụt Thầy á, dạ con kính trình. Dạ thưa Ngài, nếu mà nói giới luật tỳ kheo á, là 227 giới, nhưng mà nó có thể nó có hơn hay không? Tại vì con đọc cái phần này con thấy có nó cho đến lên đến 246 giới, con cũng thắc mắc là con vẫn nghe vậy là 227 giới, mà sao lại có những sách thì có khi cái số đó nó tăng lên đến 246 giới, mà con cũng chưa có hiểu. Dạ, con xin trao mic lại cho Ngài. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Giới của tỳ kheo đó 220 giới, bảy điều canh cãi, đó là những cái điều chánh mà Đức Phật đặt ra. Chứ nếu mà tính thêm chi tiết còn nữa đó, nó thành cả tỷ điều khác nhau, chứ nó không phải là 1-200 ngàn điều đâu. Nó rất là nhiều khê, chứ nó không phải dễ. Quý vị vô quý vị coi thử bốn cái điều mà chánh nó bốn cái bát cần trụ đó, tính ra nội cái đó không á,
nó phạm từ bớt cộng trụ dày dài xuống cho tới phạm tác ác đó. Mỗi một điều nó thành cả trăm chuyện mà. Nha. Chứ không phải dễ đâu. Rồi đừng có nghĩ là ôi số đó là số 237 chỉ có nhiều đó dễ quá vậy, sức mấy không có đâu. Tính ra nhiều cái chi tiết khác nữa, nó cả ngàn chuyện để nói trong đó. Hình như là trong, chúng tôi nhớ như trong Thanh Tịnh Đạo hay là trong Thông Pháp Tẩu Luận họ có tính một triệu mấy, 700 mấy chục ngàn điều đó, chứ không phải giận đâu. Nó là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ, với luật của ông sư là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Quý vị đừng có nghĩ, bởi vì thời buổi này ông sư giữ nhiều khi giữ không được, lần lần tới sau cùng chỉ có minh diệu mới dễ dàng che trên lỗ tai đó, không thấy à, giữ hết nổi luôn, giáo pháp suy đồi luôn là vậy đó. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con chắc con hỏi thêm câu cuối. Dạ thưa ngài, cái con thấy ở chùa Miến á, các sư đó thì thường những cái lễ phù xá, những cái lễ như thọ bát quan trai, họ thường tụ tập lại buổi sáng, rồi họ cứ hai hoặc ba vị cứ ngồi tuyên tụng sám hối với nhau, thì đó là cái luật hả thưa ngài, hay là nhất thiết, hay là chỉ là vì hay là con tại vì con cũng thắc mắc, tại con thấy chùa Việt Nam hình như không có làm cái đó nên con thắc mắc, mà con thấy chùa Miến là, thì con muốn hỏi cho con hiểu thêm chút ạ. Dạ con xin trân mít lời cho ngài. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư vị chư tăng thường nào, nếu mình biết mình phạm là sám hối liền, còn không biết thì thường tại sám hối mỗi ngày. Nhưng mà thường thường đó có những cái chuyện mà hai ông sư phạm mà sám hối nhau không có hết, nghĩa là phạm một diện giống nhau đó thì sám hối không có hết. Thành ra thường thường có cái vị sư nào từ xa ghé chùa là người ta đều xin sám hối gì đó, hoặc nếu không là phải đi chùa khác để sám hối. Thường thường thì người ta lợi dụng cái ngày mà tụng với bổn, ta đi qua chùa khác để nghe với bổn, người ta tụng ta xin sám hối luôn. Bởi vì những cái tội nhẹ đó sám hối khỏi thì người ta mới dùng cái cách đó. Còn những cái tội nặng mà sám hối không khỏi thì phải có những cái cách riêng. Nhưng mà đa số là sám hối là như vậy. Ví dụ nhiều khi mình những cái món mà nước uống rồi này kia, có những cái loại nước là Đức Phật cấm cho làm chiều. Mà nhiều khi thời bây giờ mà để trong tủ lạnh à, nhiều khi không nhớ, đói quá đây là thấy là hốt một cái vẫn phạm như thường, chứ không phải đừng có, nó không có dễ đâu về cho đời sống nhà sư. Thành ra khi mà gặp chư tăng là người ta gặp nhau ta xin sám hối trước, hãy cho đời người nó trong sạch, chứ không có gì hết. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi, con trả mít lại về con vui hơi lâu. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã giảng giải những câu hỏi của Xích Hà. Dạ cảm ơn Xích Hà đã cho những câu hỏi. Nam mô Bích Tha giá và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Như Quỳnh, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh Như Quỳnh, kính chào đạo tràng, mến chào thi na về vào đạo tràng. Dạ, Quỳnh tu học Phật Pháp, chuẩn bị tinh thần nha. Nhật Quỳnh mời đạo tràng mà không có ai hỏi, Nhật Quỳnh xin hỏi một câu xong rồi là Nhật Quỳnh tới khi mà Quỳnh thính Pháp nha. Alo, Quỳnh thính Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có sẵn sàng chưa? Nam mô Bích Thai dạ. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi một câu. Lúc trước con có nghe một lần ngài giảng là mình đừng nghĩ là mình làm thiện pháp thì mình có lợi ích. Có khi mình làm thiện pháp mà mình nửa thành là
có thể là con chó con mèo gì là thú cưng, để mình được hưởng những cái lợi lộc, mà nhưng mình là thành phần là súc sanh chứ không phải được làm người, nhưng mà rất là nhiều cái lợi lộc cho cái con vật đó. Ví dụ như con ở đây con nghe có một người người ta đi giữ mèo, hỏi người ta đi làm gì, người ta nói người ta giữ mèo, thì mới hỏi chứ giữ mèo là giữ như sao, thì người ta mới nói là có cái bà Mỹ đó, bà giàu lắm mà bà nuôi con mèo, mà bà chết rồi bà để nguyên một cái nhà lớn để cho con mèo ở, rồi mình tới mình giữ mèo thì sáng mình tới mình cho nó ăn uống đồ này kia, mình lo lắng cho nó, xong rồi chiều mình về rồi mình đóng cửa lại thì mèo nó ở cái trong cái nhà bự đó. Dạ rồi, và ngày mai cũng vậy, tiếp tục vậy, một tháng lãnh được rất là nhiều tiền. Mà bà đó còn ký với một cái tài sản nữa, là có nghĩa là mà con mèo nó chết đi thì cũng phải mua một con mèo khác về ở trong cái nhà đó, và có một cái số tiền, một cái số tài sản để giữ trữ mà nuôi mèo, chứ còn tài sản mà bà không có gì con cái. Thì ý không hỏi bạch ngài, ngài giảng dạy cho con mình làm cái phước gì mà khi mà mình đã là súc sanh thì mình được ở nhà to cửa rộng rồi có người hầu hạ như vậy, thì hiện tại làm sao? Thì gì con nghe hôm đó ngài giảng là mình đừng tưởng mình bố thí là mình có phước. Dạ con cũng thỉnh ngài giảng rộng rãi giùm cho con để con hiểu được hơn à. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch kê tàu này dạ, kính thưa chư quý vị. Thì 10 phương pháp tạo phước đó, mình tạo đầy đủ thì nó khác, mà mình không tạo đầy đủ nó khác chứ. Mình chuyên môn bố thí mà không có giới hạnh, không trong sạch thì chắc chắn là đi bốn đường đạo rồi. Mà bố thí nhiều quá thì cái quả của cái sự bố thí nó sẽ giúp cho mình. Dù rằng mình sinh là cái cảnh giới nào hay cái là con thú gì nó cũng được người ta nuôi dưỡng, người ta thương yêu. Tại vì mình phước bố thí như vậy. Hoặc là mình trì giới bố thí được sinh làm người có tài sản, nhưng mà mình không chịu nghe pháp, tính pháp, để trại không quốc sanh, thì mình giàu đó thiệt á. Nhưng mà người xung quanh nó lợi dụng mình, nó xài hết tiền mình không chừng. Hay là mình có tiền, mình thiếu một số điều kiện, có tiền mà không dám xài. Thì có cái ông tỷ phú mà thèm bánh mà cũng không dám làm đeo. Hả? Thấy không? Đó, bố thí đó, giữ giới đó. Nhưng mà tùy hỷ phước báo phục vụ dùm cho mà không có dám làm. Đó, nó tới chừng. Có của cũng không dám xài, xem làm người có của cũng không dám xài thì đó. Thì mình cứ coi đầy đủ chuyện trong mười phương pháp tạo phước làm mình biết kiếp sau mình làm gì liền. Nhiều khi nhiều người tới chùa không có bố thí hết, chờ tới chùa thấy người ta xin thọ tam quy ngũ giới của mình, nhờ vô xin thọ nhiều đó rồi cái ra ngoài cái gốc cây ngồi, giờ không có chịu nghe pháp, không có chịu làm những chịu phụ gì trong chùa đó, thì mình mốt sinh lại đó. Nhưng mà nó nhớ cũng vậy, nghĩa là vô trong chùa đi tới đi lui, chờ khi mấy ông sư ăn xong rồi xin cái tặng thực quân sư để đồ dùng chứ không có giỡn đâu, thấy không? Thành nó phải làm cho nó đầy đủ cả 10 chuyện, thì lúc đó vừa sinh làm người, vừa có tài sản mà vừa có trí tuệ, có thể làm được nhiều việc khác. Còn nếu không mà chỉ làm một thứ đầu á thì không bảo đảm sanh làm người, nhưng mà sanh cõi nào thì cũng được giống như người có tài sản, được người này phục vụ kia phục vụ xong này vậy, là phải làm cả 10 chuyện để khi sanh làm người có tài sản, còn có cả trí tuệ, còn có nghĩa là những người xung quanh ta phục vụ này kia. Chứ còn nếu mà không thì giàu cũng ở mình, thì tới lui cũng mình. Thì tùy theo mình thôi, mà không chịu người phân nghe pháp, tính pháp, chịu cải tránh chi kiến thì tới chừng giàu thì nứt dách rồi đó. Nhưng mà nghĩa là không có
có chút trí tuệ nào thì biết như thế nào rồi gì đâu. Cái đó là do mình đó, đó. Do cá nhân của con người đó tạo. Mình biết cách tạo thì mình hưởng, mình không biết cách tạo, hưởng một phần, không được hưởng một phần. Hoặc là có của thì người khác cũng kiếm tiền lấy hết. Chừng một bức thầy giá. Dạ, xà thú lành thai, dạ con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay và đưa những cọc chết chát ra Nhật Quỳnh xin đọc ạ. Quỳnh tu học Phật Pháp ơi, Quỳnh có trước máy không? Quỳnh cho trước máy, Quỳnh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Quỳnh ơi. Alo, alo. Quý vị không đưa bàn tay, không có đưa câu hỏi là Quỳnh thính pháp là dạ mời nãy giờ rồi Quỳnh, mời nãy giờ rồi, không có thấy vị nào đưa bàn tay lên hết. Mời Quỳnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, và kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và kính chào quý đạo hữu ở trong room ạ. Dạ thưa sư, nhân hồi nãy sư dạy về cái vấn đề về sám hối, thưa sư. Thông thường thì đại đa số người Phật tử chúng con thường mà đi chùa để mà sám hối á, thì thường có cái tư tưởng rằng, nghĩ rằng là sám hối thì nó sẽ hết tội. Ai cũng nghĩ như vậy, không nhiều thì ít, ngấm ngầm sâu ở trong lòng cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng mà rõ ràng mà theo cái lý nhân quả thì cái điều đó nó là vô lý. Cái việc ác mình đã làm rồi thì cái quả thì nó chỉ chờ đợi đủ duyên thì nó phải trổ thôi, không thể nào mình trốn tránh được. Như vậy thì cái tinh thần hay là cái hiểu biết là sám hối là mong rằng là mà mình sẽ được hết được những cái tội, mình được trong sạch, thì cái điều đó nó có đúng không hay không thưa sư? Dạ xin sư là chỉ dạy về cái vấn đề này ạ. Còn gửi mic lại, kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Ông sư mà gặp nhau sám hối nhau không phải là để cho cái việc mình làm xấu ra mất đi, nhưng mà có một số cái điều mà trong giới luật ông sư đó, nó không có ngăn cấm đức, ngăn cấm đạo quả niết bàn. Thành ra cái cách sám hối của ông sư là để cho mình, nghĩa là đè cái đó xuống, để khi mình hành thiền hay là mình hành thiền chỉ thiền quan sát thì nó không có làm trở ngại cho cái pháp hành của mình. Đó. Nhưng mà nếu mình không hành, mình sám hối xong rồi mình không hành thì chỉ mình nhìn là không được cái pháp cao thượng nữa, tất thật vẫn đi xuống như thường. Bởi vì cái lỗi đó dầu rằng mình nói là lỗi nhẹ nhưng mà nó vẫn đưa mình xuống bốn đường ác đạo tùy theo cái năng lực lúc đó. Một cái thí dụ rất là dễ hiểu là mình, người ta nói cục lửa nóng, rồi bây giờ mình thò vô nó phỏng, mình lại mình xin lỗi cái gì, ông chủ cục lửa hay cái người nói cục lửa nóng là tôi lại xin lỗi, tôi không nghe lời đã tôi bị phỏng, rồi xin lỗi về cái vết phỏng nó có hết không? Nó không hết, mình nhớ là nó không hết. Thành ra khi mình đi sám hối vậy đó là mình tạo cho cái tâm mình nó không còn dính mắc vào những cái lỗi, bởi vì lỗi sám hối được là lỗi nhỏ chứ không phải là lỗi ấy. Nó không có làm trở ngại cái việc mà cái pháp hành của mình. Nếu mình sám hối thành ra đó là sám hối, nó chỉ giúp được bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu mình không hành đúng mức, không được cái gì thì cái lỗi nhỏ đó nó vẫn có khả năng nó lôi mình đi bốn đường ác đạo như thường, tới lúc mà cần thử nó chẳng lôi được như thường. Thành ra đừng có nghĩ là sám hối là được trong sạch, không có gì gọi là được trong sạch hết đó. Nhưng mà nó là cái phương pháp để mình đè cái sự mà nghĩa là rung động của cái tâm về cái lỗi mình đã làm. Thành ra thường
Mấy ông sư thường bao giờ ngày lâu bước vô tới chánh điện là sám hối trước, để khi mà tụng kinh hay là ngồi thiền gì nào kiêm thường để cho nó đừng có quấy phá cái đầu suy suy nghĩ của mình về cái việc làm mà mình làm cũng đúng mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ con thay mặt trong room là con kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi ạ. À, như vậy thì sẵn ở đây thì xin sư chỉ thêm một chút là bây giờ đối với những người Phật tử như là chúng con thì khi mà mình thám hối, khi mình đi sám hối thì mình nên có những cái tác ý gì, mình có những cái gì để mà nó gọi là nó có một cái ích lợi mà thật sự. À, chứ không phải rằng là mình đi sám hối và mình cứ luôn luôn nó khởi một cái lòng nó hơi tham một chút xíu xíu thôi, tức là muốn sám hối là để đừng có bệnh tật, đừng có tai nạn, đừng có gặp gì hết, vân vân. Thì như vậy thì người Phật tử lúc mà làm lễ sám hối lúc trước hay là sau khi thì mình nên tác ý như thế nào để mà nó có cái lợi ích thật sự của cái pháp sám hối. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị Phật tử mà gặp nhau mà rồi lên tụng bài kinh sám hối rồi, nên nhớ đó, làm xong rồi đó phải kiếm cái người mà có khả năng để xin lại cái giới đó, xin lại ngũ giới đó. Ví dụ mình ngũ giới đó. Tới ngày sám hối mình tới chùa mình tụng lễ sám hối xong rồi với ông sư là truyền lại tam quy ngũ giới. Khi mình thọ tam quy ngũ giới thì mình nguyện cái giới nào tôi đã phạm và tôi đã sám hối, xin nguyện cho tôi có đủ trí nhớ để đừng phạm cái giới đó nữa. Đó. Xin rồi là mình luôn mình nguyện, nguyện vậy đó. Nguyện đến khi nào mà có dịp mà để phạm đó mình nhớ là mình đã nguyện rồi. Đó. Chứ còn nếu mà mình không có nguyện để giúp cho cái tâm mình đó, nó ở trong cái điều kiện đó thì mình lại làm bậy làm bạ. Chứ không phải là nó mới nói chứ giữ cái gì, chứ giữ cái giới nó khó khăn lắm. Muốn giữ giới trong sạch phải là bậc thánh, còn như phàm nhân chúng ta thì đừng bao giờ nghĩ giới trong sạch hết. Thành ra luôn luôn sau khi sám hối là phải nguyện, nguyện để cho mình nhớ là mình đừng có phạm những cái điều này nữa. Khi nào mà mình thấy cái điều đó là mình nhớ mình đã từng phạm, đã từng sám hối, đã từng nguyện là không phạm nữa, thì mình đáng cố gắng mình giữ cái đó. Thì khi nào gặp cái chuyện đó thì mình không làm nữa, thì từ từ nó sẽ giúp cho mình nhiều chuyện. Vì sao là vậy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, thì sẵn đây thì con xin hỏi để cho hiểu rõ thêm nữa đó, là những người Phật tử chúng con thì đâu có học về giới luật kỹ đâu thưa sư, cho nên rằng là có thể nói rằng là mình không có biết là có nhiều, rất là nhiều những cái điều giới mà mình không có biết được là mình đã phạm, mình có làm mà mình không biết là mình đã phạm. Như vậy thì cái lúc sám hối á, thì cái sự tác ý như sư vừa mới chỉ dạy đó, tức nghĩa là mình nguyện là mình đừng có phạm những cái điều mình đã phạm, đừng có tái phạm những cái điều mình đã phạm. Nhưng mà rõ ràng là chúng con hoàn toàn có khả năng là không có biết những cái điều mà mình đã phạm luôn thưa sư. Thì chỗ này mình phải hiểu như thế nào là thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Thế Tôn, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra Phật tử mà khi mà thọ tam quy ngũ giới là phải biết một số cái chuyện là cần phải biết, chứ mình nói mình không biết mình thọ cũng như là không thọ thôi. Ví dụ như mình thọ tam quy đi thì phải biết chín ân đức Phật là gì, xề sáu ân đức pháp là gì, hay gì, nghĩa là mình phải nằm lòng mà khi mình có nguyện quy Phật thì cái tâm mình nó phải có ít nhất là dài ba cái ân đức vậy. Nếu mình chưa đủ nhanh thì có tới tám là chín ân đức ha. Rồi khi mình xin giới cũng vậy, mình xin giới biết là con nguyện giữ giới, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì khi mình xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa đó, thì cái điều học là gì? Nó điều học của sự sát sanh là gì? Tức là những cái chi của nó. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có thức ý giết là sẽ giết. Thì mình phải học thuộc lòng cái đó, khi mình thọ giới mình phải biết mấy cái đó để làm gì. Để khi cái tác ý mình nó khởi sanh là mình biết liền. Còn nếu mình không biết rồi đó,
cái khởi sanh để giết mình không làm, mình không biết mình là giết xong rồi mình mới biết là mình phạm, thì cái đó nó muộn rồi, thấy không? Thành ra mấy cái đó là phải học, không học là không có được. Cái gì chúng tôi nói nhiều lần nữa, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn trong đời mình cái gì cũng phải học đó. Mình học mình mới làm được, mình học mình mới giữ cho được trong sạch. Chứ còn nếu mình không học đó, mình không có biết. Ví dụ nhiều người nó vô cái gặp quỳ tượng Phật cái đảnh lễ ngài để cái nguyện ung sùm, chứ có biết. Nhiều khi quý vị không tin, chúng tôi hỏi cái đảnh lễ ai vậy? Đảnh lễ cục đá phải không? Bởi vì chính năng Đức Phật là gì, sao Đức Pháp là gì, chính năng Đức Tăng là gì, thì mình nguyện quy là quy cái gì, mình nguyện theo ngài là theo cái gì đó. Thành ra cái đó là một những cái là mình không biết, là cái khuyết điểm rất là lớn nhưng mà nhỏ. Đa số cư sĩ Phật tử Việt Nam xin cư, nghĩa là hở ra là chân là không, mà không biết mấy cái đó thì chỉ là Phật tử dỗm mới đó, nó thiệt sự vậy đó, chứ không phải là cứ thiệt đâu. Thứ thiệt là phải biết mấy cái đó. Cái thứ hai đó, đa số bây giờ nhiều chùa đó quý vị là còn nghĩa là ông thầy ông cho quy bằng tiếng Việt, rồi ông đưa cái bằng xác nhận là đã quy rồi, đem về treo khoe rồi ông chùm. Thì chúng tôi mới khuyên mấy người đó đừng bao giờ đem khoe ra, Diêm Vương thấy thì vô nhạo điện chứ, cái đó nó không có giá trị gì cả. Quý vị muốn trở thành cư sĩ Phật tử vậy phải xin thọ tam nguyên ngũ giới bằng tiếng Bali, và phải hiểu đàng hoàng, hiểu cái điều mình xin quy Phật là quy chính căn đức của ngài như vậy, vậy phải hiểu từ đầu đấy. Còn nếu mà quy chỗ nào mà cho quý vị bằng tiếng Việt thì kể như là cái việc nó không thành, việc mà quý vị quy đó nó không thành. Chúng tôi nói đây thì có nhiều người không có tin, nhưng mà bây giờ người nào mà quốc chúng ta hỏi về biết liền, dù ở Mỹ đi. Thì quý vị xin vô dân Mỹ, quý vị thi bằng tiếng gì? Mà đâu phải quý vị là người giỏi tiếng Mỹ đâu, nhưng mà ít nhất quý vị phải biết đủ cái chuyện mà người ta hỏi mình. Ví dụ như ông thống đốc này tên gì, ông tổng thống tên gì, gì mà họ hỏi tiếng Anh, mình phải biết. Mình không cần biết nhiều nhưng phải biết bao nhiêu đó. Thì bây giờ cũng vậy, biết một số cái câu Bali liên quan tới sinh thọ tam quy ngũ giới, sinh thọ vàng thế nọ nọ, rồi ứng Đức Phật như thế nào, ứng Đức Pháp như thế nào. Thì sau khi mình làm cái đó thì mình mới thành là cận sinh nam của sinh nữ. Chứ còn nếu mà không có đó, dầu rằng có lòng phái, có bằng biết gì cũng không phải là Phật tử, là thứ giống đó. Là mô bích thầy dạ. Nam mô Bụt Thà dạ, và dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, như vậy thì cái chỗ này là nó yêu cầu là bắt buộc Phật tử phải học mà rất là kỹ, tối thiểu là phải học kỹ về mấy cái chi của năm giới. Mà cái điều này con thấy là có thể nói rằng là đại đa số là không có thuộc nổi phải nói như vậy. Rồi sát sanh năm chi, trộm cướp năm chi, tà dâm bốn chi, nói dối bốn chi, nói đâm thọc bốn chi, vân vân, thì mấy cái đó là đa số Phật tử là không có được, ở Việt Nam đó thưa sư, là không có được học kỹ về những cái đó. Cho nên rằng là cái vấn đề sám hối đó là nhiều khi con thấy rằng là nó không có mang lại cái tác dụng tích cực như mong muốn của Phật tử. Là con kính tri ân sư ạ. Thì hồi nãy giờ là đề cập tới cái vấn đề về cái tạng luật đó, thưa sư. Thì con nhớ trong cái kinh có dạy một cái đoạn kinh là nói rằng là trước cho tới nay là Đức Thế Tôn chỉ nói về khổ với là cái sự diệt khổ thôi. Cụ thể là nguyên cái đoạn Bali á, thưa sư, nó là cái đoạn này. Con nhớ là có cái câu sa thú anuratha, puppe cha hang anuratha, etarahi cha đúc khăn chê quá. Panya pe mi đúc khá xá, nghĩa là lành thay anuratha, từ trước cho tới thì Như Lai chỉ nói về cái sự khổ và cái sự diệt khổ nirothang. Như vậy thì rõ ràng là mình dựa vào cái câu này đó thưa sư, thì chúng ta có thể hiểu rằng là cả 84.000 pháp uẩn trong Tam Tạng kinh điển đều chỉ liên quan tới tứ thánh đế mà thôi, có đúng như vậy không thưa sư? Dạ, con gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này.
Nam mô Bụt Tha. Dạ kinh bạch Địa Tạng. Dạ kính thưa chư quý vị, nên nhớ là Đức Phật vào thời Đức Phật đó, ngài gặp ai ngài đâu có nói nhiều đâu, vì đó cũng chứng đắc bởi vì cái người mà gặp được Đức Phật đó là họ đã đầy đủ ba la mật rồi. Thành ra ngài nói câu rất là ngắn chứ không có dài. Nghĩa là dài lắm là một dài giống như dài cái bài kinh, bởi vì lúc đó là những người đầu tiên tới, người ta chưa có kinh nghiệm gì gì đó, thành ra ngài mới nói một số cái chi tiết giống như bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, chứ còn đa số là không có những cái bài kinh đó dài. Nhưng mà tại sao nó giới cũng vậy, hay là sau này có tới 80 mấy ngàn loại, là 80 mấy ngàn bài pháp, bởi vì vào thời Đức Phật đó là người ta nghe, nhưng mà người ta đã trong tư thế sẵn sàng để có thể đắc đạo quả. Còn nó nhiều vậy là tại vì sau 1000 năm, những người giống như là chúng ta bây giờ là phàm nhân đó, là muốn có được sự trong sạch, cái tâm thanh tịnh để làm cái gì đó, thì ít nhất phải có tam quy ngũ giới, phải thọ cái đó được đó, phải không? Rồi mới thêm một số chuyện nữa. Thì những cái chuyện đó đó, nó nói trắng ra không phải là lời Phật dạy đó. Thành ra trong chú giải khi giải thích chữ thâm má đó, có sáu ân đức đó, sáu ân đức của chữ thâm má đó có nghĩa là gì? Là sáu ân đức của cái chữ thâm má đó chỉ cho bốn đạo, bốn quả và một niết bàn mà thôi đó. Thì bây giờ thì hồi xưa làm sao mà mình thấy được đạo quả và niết bàn? Thành ra những cái người như giống như ngài Sariputta đó, nó thật sự ra họ không có thọ tam quy ngũ giới giống như mình bây giờ. Nhưng mà trong đầu óc họ có những cái đức tin như vậy, thành ra khi thấy cái tướng tá của ngài Sariputta chí là ông ta có đức tin liền, ông ta quỳ xuống, ông ta đảnh lễ. Và sau đó hỏi vắn tắt pháp thôi chứ không hỏi nhiều nữa. Còn bây giờ đó tại sao nó nhiều? Là cái ông sư mà ông giảng cho quý vị rồi, ông phải giải thích từng chuyện, giải thích xong rồi hỏi hiểu chưa đó. Nó chưa có hiểu. Còn ngài sẽ nghe hiểu liền. Mà ngài hiểu thử tới thực kinh pháp, chứ ngài không có hiểu theo cái kiểu mình dịch bây giờ. Ví dụ như mình dịch là dê thâm mai tù hóa qua, dịch là vàng pháp do duyên sanh. Cái đó không thể nào đặt đạo quả được nếu mình hiểu cái kiểu đó. Nghĩa là nói tóm tắt cái câu dê thâm ma, chỉ dê thâm ma đó là khổ đế, hễ tụ bảo hoa tức là tập đế đó. Thì cái đó là tính một là khổ, nhưng mà con đường dẫn tới cái sự diệt cái đó đó là tính theo phần thứ hai. Thành ra Đức Phật chỉ tóm tắt cái điều mà ngài nói đó là chỉ thấy vô cái đó mà thôi, Đó, bởi vì nếu mình không thấy khổ thì mình không được đi được con đường thứ hai. Bởi vì chúng ta nói là bộ tâm tạng đó, Đức Phật dạy dạy cho một cái tỳ tinh nhu với quyết và chỉ tinh nhu, chứ không phải dạy cho mình. Còn mình mà muốn đi tới đó để thấy cái đó, đó là phải học rất nhiều chuyện, tối thiểu phải biết những cái chi mà về ngũ giới, về tám giới này kia ông sùm, rồi phải học những cái căn bản khác về thực tính pháp, về này về nọ ông sùm. Chứ hồi thật sự ra đó, ví dụ ngài Sariputta ngài nghe vậy đó, ngài đắc phải đi từ đầu, chứ cũng từng thấy tệ danh sắc, rồi tệ thấy danh sắc, thấy nhân duyên sắc, rồi thấy này thấy nọ dùm, nhưng mà điều nó nhanh quá, trong vòng một cái bốn tay cả ngàn tỷ sát na nó phát sinh, nó năm sáu chục ngàn, thành ra năm sáu chục ngàn tỷ cái lộ trình tâm, thì họ có thể thấy được cái đó, cái trí tuệ nó nhanh nó mới thấy được. Còn mình trí tuệ mình không có nhanh gì, thành ra mình phải đi từ từ từ, rồi nó phải có nhiều chuyện, rồi sau này đẻ ra chú giải sẽ giải, rồi kêu mình đọc tâm tạng mới hiểu đó. Hồi xưa Đức Phật không có dạy, lại đây ta dạy cho luật, lại đây ta dạy cho pháp, lại đây ta dạy cho thứ tâm, không có. Cái chỗ nào xảy ra gì Đức Phật cấm liền, rồi ngài đi tới đó dựa theo cái tiền nghiệp của người đó mà xuất hiện trong cái giọng trí. Ngài biết người đó cần cái gì, ngài chỉ nói câu ngắn ngắn vậy thôi. Còn mình giờ mình đọc câu ngắn ngắn là qua hiểu gì đâu, mình có đâu hiểu gì đâu. Anh không phải cần chú giải sơ giải rồi phải có người giải thích nữa, như vậy thành ra nó mới thành ra 84.000 bài pháp là vậy đó.
Rồi sau này tới lần cái tập tạng lần thứ tư đó. Lần thứ ba thì gom thôi, nhưng mà lần thứ tư là mới chia ra tùm lum vậy đó, thành mới có cái mới có danh từ là, luật pháp rồi duy diệu pháp này kim trọng, chứ hồi đời bạn đâu có lại đó. Ngày đâu ngay cả ngày thì gặp ai ngày thì dạy, ngày đâu đợi đây tay dạy duy diệu pháp vậy đâu, phải không? Nó sau này người ta mới bày ra nhiều chuyện để làm cho thành một cái tập mà có từ trên xuống dưới, giống như bây giờ quý vị thấy quyển sách ấy không? Ấy có lời nói đầu này kia ông sùng, rồi cuối cùng có cảm ơn của những vị hùng tiền in quyển sách nữa đó. Cho nên nó mới dài mới bự ra vậy. Như thứ hai là mình không có đủ cái khả năng để mình nghe một câu Phật pháp mà mình hiểu đó. Ví dụ như ngày ngày sẽ được tặng nghe một câu vậy đó, cái câu đó là tóm tắt của bài kinh Tâm Á Chật Thập Bộ Ích Nó Sự Tạ đó, nghe người đắc liền. Bây giờ quý vị không tin đi hỏi bất cứ ông sư nào đó, có ông nào mà tụng cái bài kinh đó mà dưới 1.000 lần không? Nghe nó tối thiểu rồi đó, chứ nó không tụng. Họ có thấy gì không? Tại vì mình thuộc loại thứ ba, thứ tư rồi, chứ không phải thứ nhất, thứ nhì nữa. 4.000 người mình đọc thứ ba rồi. Thành ra mình đấy, thành ra có những cái câu mà mình đọc nghe rất kỳ hiểu, giống như câu này nè. Này Anu Đô Thá, từ xưa giờ ta chỉ nói có sự khổ và con đường dẫn tới sự chấm dứt sự khổ đó thôi. Đó. Nên nhớ cái đó là ngài nói cho Anu Đô Thá, là các bậc cũng vậy, nghe xong đắc ao lán chứ còn. Chứ ngài gặp mình ngài đâu nói, ngài gặp mình ngài cười cười thôi chứ ngài đâu nói. Mày nói mình cũng đọc hiểu đâu. Phải không? Thành ra bây giờ mình dựa vào cái chỗ vậy, chúng tôi mới khuyên học học hoài là vậy đó. Mình học để mình bắt được những cái gì mình để mới có thể hiểu được như câu này đó. Ví dụ mình nói là sự khổ, cái gì khổ? Nó có bao nhiêu pháp để khổ? Thì mình phải học thắng pháp tạo lực, mình hiểu cái gì khổ chứ. Cái gì là cái khổ? Là con đường dẫn đi sự gì khổ là gì? Đó. Còn nếu mình không học thắng pháp tạo lực làm sao mình biết cái mà làm. Thành ra phải học chứ không nói thế nào đó. Đó. Bởi vì quý vị học, quý vị hiểu tâm đại với sắc rồi đó, quý vị có thể đọc tạng kinh hay tạng luật, quý vị hiểu nhanh hơn những người mà không học về tăng pháp. Mà học còn phải học đàng hoàng, chứ còn nếu học đi sơ 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 đi cho có giống như có học là không được đó. Bởi vì khi mà cái câu đó dầu nó khó cái nào mà quý vị moi ra được chi pháp của nó đó, tức là thực tính pháp đó, là nó sẽ quý vị bước một bước rất là xa, chứ không phải là chuyện dở. Thành ra những câu như vậy đó thì Đức Phật nói vậy mà nói với ai đó, ở đây có tên người nghe ngài Núi Thứ Tá, mình cỡ nào với ngài này trí tuệ ngài nhanh đến nổi mà Đức Phật trước khi niết bàn, Đức Phật nhập thiền lên xuống 20 mấy triệu lần, ông này cái vị này rồi vẫn nhập, có Đức Phật làm gì là tới đâu là quý vị biết tí rồi vậy đó. Họ nghe câu này họ mới hiểu chứ, còn cỡ mình nghe câu này là kênh Đức Phật luôn, không biết ông nói gì kỳ không biết, phải không? Thành ra thôi ráng học đi rồi sẽ thấy những cái câu như vậy trong kinh điển đều có những cái câu mình cần phải biết về thực tính pháp mình mới hiểu, còn nếu không là không hiểu được. Ông mời với thầy chứ. Nam mô Bụt Thà. Dạ con dân sư mà về lời dạy rồi xà thú. Dạ cái chắc là xin gửi cái mic lại ở trong room, là vị nào lên giữ dùm cái mic, bởi vì cái speaker bên cái máy của con nó nghe hơi có vấn đề, nên con ra con chỉnh lại một chút. Như vậy không biết là chị Nhật Quỳnh có ở trước máy thì nhờ chị lên để mà tiếp tục mà điều khiển điều hành cái room để mà cho mọi người chat câu hỏi vấn đề lên để chạy, thì bị cái là cái máy con hình như nó có vấn đề, con nghe cái tiếng âm thanh nó bị ngắt khoảng. Dạ, như vậy thì ở trong room mình có vị nào lên giữ dùm cái mic để mà đọc những cái câu text chat câu hỏi cho sư chỉ dạy hay không? Không biết là âm thanh của con rồi, dạ xin gửi cái mic lại cho quý vị kế tiếp. Dạ kính bạch ngài,
Con thì con không có câu hỏi gì, nhưng mà con cũng xin Ngài cho con được một lời khuyên ạ. Đã. Vì là có vị là muốn dạy cho con về tứ niệm xứ hành thiền đấy, nhưng mà con thì nhưng mà vị thì nói là nếu như muốn học thiền tứ niệm xứ thì phải bỏ hết, có nghĩa là bỏ hết những cái học trên Zoom như thế này này, như là được vào nghe pháp của các vị rồi thì được học vi diệu pháp đấy. Thế nhưng mà con thì đang phân vân, bởi vì nếu như mà bỏ hết những cái Zoom để mà học mỗi cái tứ niệm xứ đấy thì nếu như mà học được ấy, thì cũng tốt, nhưng mà không học được thì nó cũng sẽ dở dang ấy, bởi vì là con thấy vào nghe pháp của các vị như thế này thì rất là lợi ích. Rồi rồi con thấy học vi diệu pháp cũng rất là lợi ích. Đó thì nhưng mà nghe trong kênh thì cũng nói là tứ niệm xứ là con đường độc nhất để dẫn đến sự giải thoát. Nhưng con cũng rất là muốn học, nhưng mà con đang phân vân như vậy thì con bảo vị đó là cho con xin thời gian để con hoàn thành học xong môn vi diệu pháp ấy, thì con sẽ theo vị hành thiền. Thế nhưng mà vị nói là nếu như tâm còn muốn tham học ấy thì còn xa đạo, còn xa đạo nhiều lắm, nói như vậy. Thế cho nên là con cũng rất là suy nghĩ, con mong Ngài cho con xin một lời khuyên ạ, để con nên đi đúng đường của mình như thế nào. Dạ, con xin được cái súng mic ạ, mong Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Dạ Kinh Bạch Chư Tôn, Dạ Kinh Thưa Cho Quý Vị. Cái người mà bỏ hết là phải học xong rồi đó, mới bắt đầu hạ thủ công phu để hành thiền tứ niệm xứ thì mới bỏ hết, để cho đừng có dính mắc những cái kia. Còn mình chưa học gì hết nên bỏ lấy gì bỏ. Mà mình không có gì để bỏ thì hỏi là lấy cái gì để hành. Chữ bỏ ở đây đó không có nghĩa là đem quăng hay đem dục. Thí dụ quý vị đi thi, đi thi thì cái gì đó không biết thì nhất quý vị phải học rồi. Ví dụ như quý vị giờ nói đi thi tú tài đi, thì quý vị phải học hết tất cả những cái điều kiện liên quan tới cái gì kỳ thi tú tài. Rồi tới cái ngày thi quý vị vô phòng thi đó là quý vị, người ta kêu quý vị bỏ hết sách vở bỏ ngoài. Cái đó là chỉ bỏ những cái điều mà quý vị ấy, chứ không phải bỏ cái điều quý vị học. Cái quý vị học quý vị phải bỏ ốc quý vị vô quý vị thi mới được. Mà quý vị bây giờ chưa học gì hết rồi quý vị lấy gì bỏ đó. Nghĩa là không học hết, chưa có khả năng đi hành thì lấy gì bỏ. Anh hiểu chứ, bỏ là bỏ. Bỏ là không mang những cái tàu lao vô, chỉ mang những theo cái gì liên quan tới đề thi đó mà thôi. Thì cái này cũng vậy. Khi mình hành tứ niệm xứ nó liên quan tới cái gì? Nó liên quan tới thực tính pháp, tức là tâm, tâm sở, di sắc. Thì mới học sao để hiểu hết tâm, tâm sở, di sắc, thì mới bắt đầu hạ thủ công phu hành thiền tứ niệm xứ được. Chứ còn nếu mình chưa học gì hết á, không có nghĩa là không có khả năng gì mà để hành thiền tứ niệm xứ cả. Nó thật sự vậy đó. Đầu tiên là phải học, chứ không học là không có làm được gì đó. Quý vị nên nhớ, quý vị học tin gì hỏi bà cụ thôi ha. Hồi nhỏ bà dạy, có dạy quý vị không? Ngay cả tới tuổi nhai đó, cô bà cũng nhai, cũng dạy mình nhai nữa, chứ đừng có nói ăn cơm cũng dạy nhai, cơm nhai đồ như thế nào nữa. Chứ ở đó mà không làm gì được được. Là phải học. Thứ nhất là những người muốn hành thiền minh sát là phải học những cái liên quan tới thiền minh sát, để mới có thể làm được cái này cái nọ. Còn nếu không thì thôi chứ. Bây giờ vô đó chưa học không có gì là cái tài sản của mình đó. Bây giờ mình vô trong cái phòng mình để mình hành thiền thế không? Lấy gì mình học? Thành ra phải học, học trước đi, rồi khi nào học xong rồi đó
rồi bỏ sách bỏ vở, mang cái đó để trong đầu đi vô trong rung để hành vậy thôi. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính tri ân ngài ạ. À, nhưng mà vì là vị nói rằng là mình phải bỏ hết tất cả các dung, không học một cái gì hiện tại ngay và bây giờ, thì con mới suy nghĩ, con mới đắn đo ấy, thưa ngài. À, rồi vị cứ nói còn tham học là còn xa đạo, thì con cũng nói lại là nếu như muốn hành thiền như vậy thì con nghĩ là cũng phải có nhiều ba la mật đấy, thì có khi là hành thiền thì cũng thành tựu được, nhưng mà phải đủ ba la mật. Thế thì vị nói là cô biết ba la mật của cô như thế nào đâu. Đấy thì con nghĩ, con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ là khi mà con chưa hoàn thiện được tất cả những pháp học, pháp hành, như là từng lời ăn lễ nói, hay là từ tất cả mọi các pháp mà con chưa từng được học, con cũng rất là muốn học, xong rồi thì con bắt tay vào hành thiền như vậy thì cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà vị cứ nói là càng học thì càng xa đạo, thì con mới băn khoăn ở chỗ đấy thôi. Nhưng mà hôm nay nghe ngài nói như vậy thì con rất là yên tâm và con rất là hoan hỷ. Con sẽ cố gắng, con sẽ học. Rồi sau đó thì khi nào có đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì con sẽ hành sau. Dạ, con xin tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con từ mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, kính cảm ơn Sách Mát Ta. Dạ con kính chúc sức khỏe quý ngài. Dạ bạch ngài Liễu Tông, con thiểu trí quá cho nên con có đọc sơ qua cái bài kinh mà đoạn trừ lậu hoặc ở bạch ngài, thì con nhìn thấy Đức Phật có nói là cái bài đoạn kinh đoạn trừ lậu hoặc có bảy pháp môn. Bảy pháp là đoạn trừ tri kiến, đoạn trừ bằng phòng hộ căn, bằng chân chánh thọ dụng, đoạn trừ bằng tham nhẫn, bằng tránh né, bằng diệt trừ, và thứ bảy là bằng cách tu tập. Mà con nhìn thấy từ thân đầu bài, thân bài và đoạn kết, con chỉ cô động được có chút xíu mà con hiểu cũng hơi nông cạn quá, hạn hẹp, có gì ngài quan hỷ giảng cho con. Là tại vì con thấy trong lời Đức Phật giảng trong cái bài kinh mà con đọc ở trong Hộ Tông, ở bạch ngài của ngài Hộ Tông, đoạn trừ lậu hoặc của trung tâm Hộ Tông ở bạch ngài, thì ngài dặn con đi học thì con cũng vô mấy cái thương viện, con lục sách vở con đọc, thì con thấy trong bảy cái pháp môn tu tập này, nếu mà đoạn trừ trong bảy pháp môn này, thì cái đầu tiên thì con thấy chỉ có là chánh niệm thôi bạch ngài. Từ cái chánh niệm đó thì từ có cái giới chánh niệm đó thì mới được cái kiểm soát được cái là như lý tác ý. Thì trong cái khéo như lý tác ý đó mình mới biết được cái chánh di kiến của mình, cái những cái gì diễn biến trong tâm mình để mình phòng hộ. Thì nói tới nói lui thì con thấy chỉ có cái muốn được cái này thì phải có được cái kia, thì tất nhiên là phải
có chánh niệm. Nếu mà thất niệm thì hoàn toàn là hỏng hết những các chi pháp này. Mà nếu như vậy á, thì từ cái chánh niệm, thì cái chánh niệm đó thì mới biết được những cái gì khéo tác ý. Thì khéo tác ý thì mình mới biết được cái chuyện của mình đi đến đâu để kiểm soát từ cái căn, kiểm soát tâm từ cái căn, nặng không có thể mà phát lên cũng như dạng như là ý dẫn đầu các pháp. Thì Đức Phật ngài, con nhìn thì con sơ cơ, con dở quá đi, con không biết, nhưng mà con học được có chút, cho nên con không biết có phải vậy không. Con chạy lên con tìm ngài giảng cho con hiểu thông thêm chút. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con kính cảm ơn ngài, con xin dâng mít đến ngài. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Thầy Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường quý vị muốn đọc sách của các vị mà giảng lấy bài kinh trong những trong bộ Tâm Tạng ra để ngài giảng, ngài viết lại tóm tắt này kem dùm đó, quý vị phải học thôi. Chứ còn quý vị không học những cái căn bản như đó, thường thường chúng tôi nói bây giờ quý vị nên nghe đi, 84.000 bài pháp Đức Phật dạy không phải dạy cho chúng ta. Ở thế gian này có 4.000 người, thứ nhất không có thể Tân Nhu, thứ hai quý vị Tân Nhu, thứ ba Nay Giá, và thứ tư là Bà Đá. Chúng ta không thuộc hai cái hạng đầu, thành bây giờ chúng ta muốn đọc hiểu những cái bài kinh thì chúng ta phải học sớ giải, chú giải, rồi chúng ta mới bắt đầu đọc bài kinh đó mới hiểu được. Mà bây giờ không chịu học mà đi lật kinh ra học là cái những cái bài mà Đức Phật dạy cho cái người mà có trí tuệ siêu đẳng rồi, rồi mình đọc mình không hiểu thì làm sao mình lấy từ đó ra để mình xài, mình lấy ra từ đó để mình hành được. Đó. Là phải học chứ không thể nào nó học để hiểu một số vấn đề liên quan, nhưng mà liên quan tới pháp hành á, thì ít nhất á, là mình phải học về thực tính pháp để mình hiểu cái đó, rồi bắt đầu mình tính cái chuyện khác được. Còn mình không hiểu thực tính pháp, tức là không hiểu tâm tâm sở ý sắc á, thì không thể nào mình hành thiện minh sát được. Thì bây giờ học là phải học những cái gì liên quan tới tâm, liên quan tâm sở, liên quan tới ý sắc, học cho nó đầy đủ. Khi mà đầy đủ rồi đó, rồi mình mới bắt đầu mình tính cái chuyện hạ thủ công phu mình đấy. Bởi vì không có cái gì ở cõi đời này ngoài việc tâm sở ý sắc cả. Người ta có dùng danh từ gì người ta nói, nó cũng chỉ liên quan tới cái đó mà thôi. Mà mình không hiểu cái đó, mà cái đó nằm đâu? Nằm trong người chúng ta đấy là. Mà chúng ta không hiểu nó là cái gì, thành ra không thể nào mà hạ thủ công phu hành cái gì được cả. Đó là chúng tôi bảo đảm. Đó. Thành ra điều chúng tôi nói cho tới giờ chúng ta vẫn là đâu có gì phải học thôi. Học cho tới có được khả năng để khi mà mình nhìn một câu văn mà mình nhìn thấy được thực tính pháp của nó, tức là thấy được vừa chế định pháp vừa chân đế pháp, thì lúc đó mới hạ thủ công phu hành được. Bởi vì mình dựa vào chế định pháp để mình thấy thực tính pháp, thấy chân đế pháp. Mà mình không học, mình không biết thì mình hành là hành cái gì? Thành ra đừng có tốn thì giờ vô ích. Tốn thì giờ phải đi học cái đáng học, rồi mới tốn thì giờ để đi hạ thủ công phu hành được. Chứ còn không, không thể nào biết được. Bởi vì khi quý vị mà không học thì chắc chắn là dầu có gặp thứ thiệt đi nữa, họ cũng không có dạy được quý vị. Quý vị nên nhớ, vào thời Đức Phật còn tại tiền đó, mỗi ngày đó ngài cùng hàng ngàn bậc A-la-hán đi trì bình các thực hàng ngày vậy đó, mỗi ngày có hàng ngàn người Ấn Độ thời đó để bát cho ngài. Nhưng mà được gì? Được cái phước để bát cho dân, cho Đức Phật chịu thích nặng thôi, chứ làm sao mà hành được, hành gì? Chỉ có những người tối đó tới trì diêm, tới những cái chùa đó đó để nghe Đức Phật hoặc các chư tăng tay giảng Phật pháp cho nghe, rồi mới dựa vào đó mới hạ thủ công phu để pháp hành được. Còn nếu mình cứ ngày mình cứ mình đi sáng để bát xong về ngủ, ngày làm sao để bát tiếp tục, không thể nào làm được gì cả. Bởi vì cái chuyện để bát là chuyện mình tạo phước,
Nhưng mà cái chuyện mà mình hạ thủ phu mình để được mình hành được á, học chứ không phải là để bác để hành được, không có đời, không có chuyện đó. Thành ra cho tới khi nào quý vị hiểu tâm là gì, tâm sở là gì, sắc là gì, thì quý vị đừng bao giờ nói chuyện tới pháp hành đó, bởi vì không thể nào hành được cả. Dù là quý vị có già cái mấy giờ đi nữa thì cũng học ba cái món đó trước, học cho hiểu đàng hoàng. Kiếp này không có đủ thì giờ để hành thì kiếp sau. Thì kiếp sau hành, bởi vì kiếp này phải học cái đó, tức là học tâm liên quan tâm tâm sở ý sắc, học để hiểu rõ ràng vậy đó, rồi mới mới tính cái chuyện hạ thủ công phu được. Bởi vì pháp học nó chỉ có ba chuyện để nói thôi, pháp hành thì cũng chỉ sử dụng ba cái chuyện đó mà thôi. Người nào có tâm không bình thường có hành được không? Thành ra mình phải học cái đó rồi tính sao. Còn nếu mà không học việc chết á, học mà phải tìm nơi họ dạy đàng hoàng chứ. Còn nói thật sự chứ lâu lâu lên net này đó, người ta không có dạy cho mình, người ta chỉ lặp lại những lời Đức dạy, Đức Phật dạy trong trong bộ tâm tạng, và lâu lâu cái nào khó thì giải thích cho quý vị nghe thôi, chứ người ta không dạy quý vị cái đầy đủ để quý vị hành được. Mình phải lựa những cái chỗ mà ví dụ như cái nơi đó người ta dạy chuyên môn về thực tính pháp gì pháp đó, học cho nó xong rồi mới tính chuyện khác nữa. Còn nếu không thì quý vị có đi đường thiền nổi tiếng đi nữa cũng mất thì giờ mà thôi. Mô Bích Thai giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con phải mặc rùm kính tri ân sư ạ. Mà vị có rùm không có vị nào giơ tay cầm mic, cho nên con lên giữ mic dùm cho rùm ạ. Không biết rằng là mọi người có những cái vấn đề nào, xin mời mọi người gõ cái câu đó ra, chúng tôi sẽ đọc dùm. Trong khi cái chờ đợi đó thì con kính mời sư uống nước ạ. Các anh chị cứ tự nhiên, cứ gõ lên. Gõ chữ không dấu cũng được, không sao hết. Mời mọi người nha. Mời mọi người nêu những cái vấn đề lên. Rồi, đây. Có một cái câu hỏi của cái nick là Sách Thá, thưa ngài. Là bạch ngài, ở trong cái kinh là Anapanasati Sutta. Giơ tay, tôi gửi mic lại cho
À, thôi, ở đây có này tôi đọc trước luôn đi. Trong kinh Anapanasati Sutta, kinh niệm hơi thở, thì Đức Phật có dạy rằng là, thì con đọc câu tiếng Việt luôn đi. Như vậy là có phải là Đức Phật không dạy pháp quán niệm hơi thở cho những ai không có niệm và không biết diệt trừ phiền não không thưa ngài? Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái chuyện này nó rõ như ban ngày rồi. Người nào không lọt vào dũng trí Đức Phật thì ngài không có dạy cái gì đó. Cái người mà lọt vào dũng trí của Đức Phật rồi đó, đi ngang mặt ngài, ngài mới đứng lại ngài hỏi, hoặc là ngài tìm tới người đó để ngài dạy. Thành ra không phải gặp Đức Phật là dễ đâu. Nhiều người gặp Đức Phật chỉ để bác cho ngài thôi, chứ còn nghe pháp từ Đức Phật không phải dễ. Đức Phật chỉ dạy cho những người nào lọt về giọng trí của ngài, có nghĩa là khi ngài nói ra câu đó là phải, nghĩa là đi tới cái nơi cuối cùng rất là ít nhất phải chứng đắc được sơ quả. Chứ ngài không bao giờ nói lời vô ích là vậy đó. Dù rằng ngài nói pháp nhưng mà ngài không nói lời vô ích. Vô ích tức là cái người nghe không có ích lợi gì, là ngài không có nói đâu. Từ xưa tới giờ trong các tâm tạng quý vị không tin quý vị vô là coi bao giờ cũng vậy đó. Ngài giàu xa cách mấy ngài cũng dùng thần thông để ngài thể hiện ra, để ngài nói người đó một câu hai câu, để cho người đó có khả năng chứng ngộ đạo quả đằng như vậy. Còn cái người mà nghĩa là thuộc về dỗm như mình thì dầu rằng có để bác cho ngài, ngài cũng chỉ cười cười thôi, chứ ngài không có nói câu nào cả. Quý vị nên nhớ gì vậy? Thành ra thời buổi này chúng ta không là phải học cho nó đầy đủ đi, để lỡ kiếp sau gặp ngài Di Lặc, ngài gặp chúng ta ngài còn nói một hai câu, chứ còn nếu không ngài gặp chúng ta ngài cũng chỉ cười cười mà thôi là mất thời gian nhiều lắm đó. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ nam mô ân đức Tam Bảo, và dạ, con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, con kính đảnh lễ ân đức siêu tăng, và dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ con xin kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, con thấy cái phần của con à, những năm trước đó, cái mùa dân y đó, thì con náo nức đi dự lễ, rồi trong cái cuộc lễ đó nó có nhiều cái vui, nhiều cái sự hoan hỷ. Thì năm nay á, các chùa không có tổ chức nên con không có đi, thì con ở nhà con mới thấy cái con mới ngẫm nghĩ ra đó, thưa sư, là con ấy con muốn hỏi sư á là cái thọ hỷ á, thưa sư, cái thọ hỷ của cái tâm sở biệt cảnh với cái thọ hỷ của các cái tâm như là tâm dục giới hay là tâm vô nhân đó thưa sư, thì các cái thọ hỷ này nó có khác nhau không thưa sư, mà các cái thọ hỷ này mình cái thọ hỷ nào mà như con là Phật tử tại gia người cư sĩ, thì cái thọ hỷ nào mà mình cần phát triển, mà cái thọ hỷ nào mà mình cần từ bỏ hả thưa sư? À, tại vì con học ở trong này con thấy con không biết, như học thì con học thì con hiểu rồi, nhưng mà con không biết mình làm sao để phân biệt đó thưa sư. Dạ con xin sư giảng dạy cho con thêm. Dạ con xin kính tri ân sư, và dạ, con xin dâng mít lại cho sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Mỗi một cái pháp nó phát sanh nó đều có bốn điều kiện, gọi là trà tụ lắc hành ạ. Mà cái điều kiện thứ tư đó là mình người hạ thủ công phu, tức là đang ở trong cái pháp hành là phải biết tất cả nhân gần của nó. Chứ còn nếu mà mình không biết nhân gần thì mình không biết nó là ai, nó là cái gì. Thành ra mình thì cũng chỉ lỗ vốn mà thôi. Thí dụ như cái
cái thọ ý nó có cái bi theo tâm sở phi lạc đó, thì mình có cái nhân gần của cái đó là cái gì để em biết cái thọ ý đó là loại nào đó. Ví dụ cái nhân gần nó của cái ông vi thị đó mà nó là ác pháp thì mình biết cái thọ ý nó nằm trên bốn cái tâm ở trên, tức là bốn tâm tam thủy đó, hợp tà hai mà ly tà hai đó, thì cái đó mình nên bỏ cho mình, nên theo đuổi anh chị. Còn khi nào có nhân gần nó chứng tỏ rằng cái tâm sở vị tị với cái thủy đó nó nằm ở bốn trăm đại thiện thì mình nên làm cho nó phát triển chứ. Chứ mình ở không đâu mà đi phí thì giờ để đi kiếm chuyện khác, phải không? Nên nó có nhiều chuyện mà học học tới nơi thì biết được, chứ còn nếu không học tới nơi thì có hỏi gì cũng không biết được đâu mà chị. Chúng tôi chỉ ra chi pháp nó là nó phải nằm đó. Thì thường thường có những cái thiện pháp mà mình để ý tới nó bởi vì nó quan trọng, tức là nó quan trọng là liên quan tới pháp hành của mình đó, lúc đó. Nhưng có những cái thiện pháp thì nó lại cũng không có nhiều cái năng lực. Thì cái pháp bất thiện cũng vậy, có những cái pháp nó có rất nhiều năng lực thì mình cần phải bỏ càng sớm càng tốt, mà những cái pháp mà ít năng lực thì mình có thể dùng nó để làm đối tượng ha? Dùng làm đối tượng, bởi vì bất cứ cái pháp nào thì nó cũng có hai chuyện, một chuyện nó là đối tượng của pháp ác và đối tượng của pháp thiện. Thì cái nào là đối tượng của pháp thiện được thì mình nên giữ lại, còn nào đối tượng của pháp ác thì nên diệt nó càng nhanh càng tốt. Nên đó là mình phải học để mình thấy được những cái đó, chứ còn không học thì không biết lúc nào mình nên giữ, lúc nào mình không nên giữ, lúc nào mình nên thân cận và lúc nào mình nên vừa diệt bỏ nó. Thành ra phải học cho nó đầy đủ liên quan tới những cái chuyện mà giúp cho mình hiểu được nó là ai, đứng ở đâu, đang làm cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ bạch ngài con, dạ bạch ngài, dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ trong room có nghe được tiếng con không? Dạ cảm ơn Sít Hạ. Dạ bạch ngài, bạch ngài quan hỷ giảng dùm cho con, theo con thấy á, con nghĩ hoài không ra, là cũng như ở bên Bắc Tông, con thì cũng người Bắc Tông, con mới tìm về đạo cũng mấy năm nay, con học pháp để con tìm, chứ con cũng chưa có đã gì biết gì rành. Nhưng mà con nghe Đức Phật giảng ở trong, giảng trong các bài kinh đó thì về nguyên thủy á, nếu mà khi mà tử thì đã sinh liền, mà con không hiểu sao con thấy tử là sinh, mà khi mình sinh là tử, là tử là sinh, mà sao con thấy có các vị sư hoặc là cũng như Phật tử đồ, những có những đám tang, nhưng mà các vị sư, có các vị sư về sau, sau cái phần trai tăng trà đàm nó là đọc kinh cầu siêu bạch sư, thì con thấy là sinh là tử là ra cái gì rồi, mà tại sao các sư còn đọc kinh cầu siêu, có nghĩa là cái vị đó chưa được siêu mà phải đọc kinh cầu siêu bạch sư. Sao con thắc mắc cái chỗ đó, chỉ có bên Bắc Tông thôi mà sao con thường thường không có giải nghĩa được cái siêu này là siêu như thế nào. Bạch ngài giảng dùm cho con hiểu, cho con có được cái chánh kiến, con nhìn cho nó rõ ràng, tại vì con hơi mờ ớ cái chỗ này, con nghĩ hoài không ra. Dạ con kính cảm ơn ngài, con xin xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kinh và chư tôn giả, kinh thưa chư quý vị, bên bên Bắc Tông thì họ dựa theo cái nguồn của Tây Tạng đó, là sinh ra nghĩa là chết đó. Con lang thang 49 ngày gì không chừng, thành ra họ thường họ mới có nhu cầu siêu,
Nhưng mà cái đó trong hệ nguyên thủy không có. Quý vị nên nhớ trong hệ nguyên thủy quý vị muốn biết có hay không thì nhìn cái lúc mà vô tình phạn mà băng hà đó, Đức Phật tới thiên sát đi, khiên giúp mấy cái người đó, thiên sát của vua đi ra đốt liền, chứ không có vô cầu an cầu siêu. Ngài đâu kêu này chứ thôi kêu tặng lại đây tụng kinh cầu siêu cho bố ta đâu. Thì cái chuyện đó là chuyện lai bên kia. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, nói ra thì nhiều người buồn, nhưng mà thời buổi này người ta cần cái gì đó thì tìm để có bao thơ thì người ta có thể ta làm được hết. Những cái nơi mà không có tụng kinh cầu an cầu siêu thì người ta đâu đem thân nhân ta tới. Thân nhân ta lại chết rồi, thôi ta đem vô gác chùa có cầu an cầu siêu rồi, chùa nào có cầu an cầu siêu thì ấy. Đó là lý do tại sao mà có nhiều nơi có gì cầu an cầu siêu. Thật sự ra đó, cầu an trong kinh điển không có, cầu siêu trong kinh điển không có. Bởi vì nếu mà quý vị mà mình đem kinh dược sư gì ra tụng hết á, thì quý vị đem cái bài kinh ra nói với mấy người ta làm bệnh viện rồi này kia, dẹp bệnh viện đi. Thấy bệnh đem tôi là tụng bài kinh này là hết bệnh. Đó, thì chứ bệnh sao vô bệnh viện chị, phải không? Đó. Thành ra cái cầu an cầu siêu rồi trong kinh điển thì không có. Chỉ có trong cái hệ Tây Tạng và một vài cái hệ của Bậc Thông là nó dựa theo đó. Mà có cái vụ 49 ngày đó thì để làm gì mình không biết. Nhưng mà từ chúng tôi nhìn thì để kiếm vào thờ thì chứ không kiếm gì khác nữa. Nhưng mà cái quan trọng cái là khi siêu đó, cái người còn ở lại phải biết. Quý vị đọc trong bài kinh Thi Ca La Việt sẽ thấy. Phải biết. Mình chỉ làm phước hồi hướng đến, bởi vì khi người ta siêu, người ta siêu về những cái cảnh giới mà nghĩa là khổ. Cảnh giới thí dụ như ngạ quỷ hay là Atula, cảnh giới khổ. Thì cảnh giới ngạ quỷ nó khổ mà nó còn cần một số cái điều kiện để giống như là thức ăn của cái cõi đó đó. Thành ra mình nên làm phước để hồi hướng. Hồi hướng. Cái câu hồi hướng là cái câu của vô bình xa, mà khi mà thỉnh chư tăng với Đức Phật tới là làm lễ mà hồi hướng cho thân nhân của ông chết cách đây là 31 kiếp trái đất, 31 kiếp trái đất, tức là qua cái bảy cái thái dương này, bảy cái trái đất, bảy vị Phật chứ, bảy vị Phật là câu đăng nô nha ti năng hổ tụ sô kita hổ tụ nha ti vô đó. Thì quý vị nghĩ tới cái người mà đã quá vãng, là quý vị đọc cái câu đó, quý vị làm phước rồi nghĩ tới người quá vãng đọc câu đó thì cái người quá vãng nhận được cái phước của quý vị cho, chứ không có cần cầu an cầu siêu nữa. Tại Việt Nam mình nó theo cái văn hóa của Tàu vô ngàn năm đồ hộ rồi, nó mới dính vào những cái chuyện, chứ là Thái Miên Điện hay là từ ngày cái Tích Lan cũng không có cái vụ mà cầu an cầu siêu gì đó. Không có. Bởi vì mỗi chuyện nó đều có hết. Mà Thái Lan thì nhiều khi nó còn có một số cái nghi thức cho cái người mà có tiền nhà giàu muốn để từng hay từng. Miếng điện không có đâu. Sáng chết là báo cảnh sát. Cảnh sát vô coi xong cái là nó nói chết tự nhiên, không có bị giết bị gãy gì hết. Là đem là tiêu liền, không để nằm lâu chứ cho mặt. Thành ra mình nên hiểu những cái chuyện mà có những cái chữ mà làm theo lời dạy của Đức Phật, có những chữ ta không làm theo lời dạy đó thì mình dựa theo, nếu mình học cho kỹ kinh điển thì cái chữ nào là làm theo lời dạy Đức Phật thì mình nên theo, còn nếu không thì nên bỏ qua, chứ đừng suy nghĩ tới suy nghĩ lui nó mệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bút thà dạ, dạ con thay mặt trong room dạ, xin kính tri ân về những cái lời dạy của sư vừa rồi ạ.
Rồi thì xin mời những cái anh chị đạo hữu khác gõ lên ạ. Xin mời nha. Hồi nãy có người hỏi về cái vấn đề về hỷ á, thưa sư. Thì sẵn ở đây thì sư phân biệt rõ, chỉ dạy phân biệt rõ giùm cho chúng con là cái sự khác nhau giữa cái hỷ thọ với lại cái tâm sở hỷ, thưa sư. Hai cái này nó khác nhau như thế nào? Cái nhân duyên mà nó sanh khởi cái hỷ thọ nó cũng khác với lại cái nhân duyên sanh khởi của cái sở hữu hỷ. Như vậy thì xin sư cho những cái ví dụ cụ thể để mà mình phân biệt, mình nhận diện ra lúc nào là cái thọ hỷ và lúc nào nó chính là cái sở hữu hỷ, là trong cái sở hữu biệt cảnh. Con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra trong cái cõi dục thì nó không có gì khác nhau đó. Bởi vì cái sở hữu bi tỷ, sở hữu hỷ đó thì nó đi theo cái sự tái tạo hỷ trong 80 tâm, 4 tâm bất thiện và 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Vậy thì chúng tôi nói phạm nhân thì chân miệng bàn cho bật a la hán. Thì có cái tâm di tiểu nữa đang miệng bạc. Thì cái đó nó chỉ khác nhau vào cái điều kiện mà nó phát sinh, tại vì một cái là ác pháp, cái là thiện pháp, nhưng nó sinh chung nhau. Nhưng mà trên cái tâm thiền á thì thọ thì thứ thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba đó thì có là thọ hỷ mà cũng có tâm thứ hỷ, nhưng mà thể thứ tư thì không có. Tệ tư là nó thọ khác rồi đó. Thành ra khi mà nó phát sinh vào cái điều kiện giống nhau thì nó phát sinh giống nhau, nhưng mà mình muốn biết nó giống nhau nhưng mà nó khác chỗ nào, nó khác cái chỗ là nó bất thiện hay là thiện, thì mình phải dựa vào cái nhân gần của cái tâm sở đó. Bởi còn cái thọ hỷ là cái tâm sở về đó na đó, mình có thể một cái niềm nhân gần được mình nó khó hơn là cái tâm sở hỷ, tâm sở bi tị. Sở bi tị nó có cái nhân gần tương đối là nó rõ ràng hơn là cái thọ hỷ. Thành ra khi mà tâm sở bi tị mà mình biết cái nhân gần của nó là ác pháp thì cái thọ hỷ đó vẫn là ác pháp, dầu rằng thọ hỷ nhưng vẫn là ác pháp. Vui trong cái điều kiện mà các tâm phát sinh là tâm ác, còn cái thọ hỷ mà trong thiện pháp thì vui trong cái điều kiện, cái đó là thiện pháp. Thì có những cái vị mà họ hành thiền đó thì họ có nói chúng tôi là nếu mà vui trong cái điều kiện mà tâm thọ hỷ trong tâm thiện đó, người nó quân mình, nó ít có bị dao động. Nhưng mà cái vui trong cái tâm bất thiện đó, thì thường thường là rất là dao động, bởi vì nó làm cho người mình giống như là hồi hộp đó. Thọ hỷ nhưng mà vẫn hồi hộp, tại vì đó là ác pháp. Ác pháp thì nó có số tâm sở bất thiện đi theo, nó làm cho cái tứ đại nó không bình thường. Phải tứ đại mà do nó phát sanh, cái tứ đại mà cái đại mà do tâm phát sanh, bởi tứ đại nó có bốn điều kiện. Cầm diệt, thực thực và sắc quy tiết đó. Thành ra nếu mà nó phát sanh, bởi vì cái sắc nó do cái ám khóa phát sanh, thành ra cái tứ đại nó không bình thường, nó làm cho cái thọ hỷ ở trên cái tâm bất thiện đó, nó không có quân bình. Giống như người mà mình vui nhưng mà có những cái gì, cái người nào ở trong cái trạng thái đó biết cho, mà trong ngoài này cũng có duyên tả. Còn cái thọ hỷ mà ở trong tâm thiện đó, nó vui rất nhẹ nhàng và nó rất đậm, người rất là đậm, chứ nó không có cái dực giống như cái tâm thọ hỷ vui vẻ trên tâm bất thiện. Thành ra đó là những cái mình dựa vào một số cái điều kiện về nhân gần, cái này cái nọ rồi này kia thì mình mới có thể mình nhận ra. Chứ còn nếu mà mình không có cái đó thì mình không nhận ra, mình thấy thọ hỷ có cái sự vui
là mình cứ tưởng là nó tốt giống nhau, không phải. Cái vui đó nó khác. Như tầm sở bi tị nó có năm cái chuyện mà nó ấy, ví dụ như nổi da gà rùng mình gì đó, nhưng mà nếu mà nó là bất thiện thì cái nổi da gà nó cũng khác, khác cái nổi da gà của tâm thiện. Thành ra có những cái nhỏ nhặt kia để mình biết cái lúc đó là thiện pháp hay là ác pháp. Một cái thầy giá Nam Mô Bụt Thà dạ. Dạ, con xin thay mặt trong rung kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư ạ. À, nãy có thấy bàn tay của Nick Phan Lim hả? Giơ tay phải không? Là tôi gửi mic cho cái Nick Phan Lim lên hỏi trực tiếp với sư ha. À, xin mời Nick nha. Xin mời nha. À, như vậy thì không có không hỏi. Rồi, như vậy thì mời anh chị quý đạo hữu khác cứ việc gõ những cái vấn đề lên. Rồi, dạ. Như vậy thì không có ai thì con cũng chắc cũng còn có một cái câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, là cũng sắp hết giờ rồi, còn có 5 phút nữa thôi. Dạ, thì con xin chép cái bài cái đoạn kinh này lên để nhờ sư chỉ dạy là đây ạ. Cái đoạn kinh này là nói rằng là này hiền giả, tại cái chỗ nào mà không sanh, không già, không chết, không diệt, không có khởi, thì ta nói rằng ở cái chỗ ấy không thể mình với cái bộ hành mà mình biết được, mình thấy được, hay là mình đạt được cái sự tận cùng của thế giới. Dạ, thì con ý con muốn hỏi là sự tận cùng của thế giới ở trong cái câu kinh này là đang muốn nói cái vấn đề gì? Dạ, đang ám chỉ cái vấn đề gì thưa sư? Dạ, và cái chữ mà cái chỗ mà gọi là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi này đó thưa sư, thì cái chỗ đó là cái chỗ nào? Cái chỗ đó là chỗ nào? Hay là đang ám chỉ cái pháp vô vi, diệt đế? Dạ, con lấy ví dụ, dạ, xin sư chỉ dạy thêm. Đó là cái vấn đề thứ nhất, nào xin sư, con muốn thỉnh sư dạy về cái vấn đề đó. Ở cái vế thứ hai là này hiền giả, nhưng mà ta cũng không có nói rằng không đạt được cái sự tận cùng của thế giới thì chấm dứt được khổ đau. À, như vậy thì cái sự liên hệ giữa sự tận cùng thế giới và chấm dứt khổ đau thì nó có cái liên hệ như thế nào thưa sư? Hai cái khái niệm chỗ này nó hơi khó hiểu đối với Phật tử. Bản thân còn này hiền giả, chính ở trong cái thân thể dài một tầm có tưởng có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới và cái con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới. Như vậy thì cái chỗ này, thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới, như vậy thì chỗ này nó có liên quan gì tới tứ đế hay không thưa sư? Dạ, như vậy thì đó là ba cái vấn đề con được xin sư từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con về cái vấn đề này. Con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà gia kinh bạch chư tôn hay giả kính thưa chư quý vị. Chữ thế giới nó có bốn nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất là khoảng không, không gian, không gian. Nghĩa thứ hai là cái điều kiện sinh sống của cái của những cái loại chúng sanh trong cái thế giới. Cái nghĩa thứ ba được nói trong cái đoạn này, nghĩa thứ ba về thế giới có nghĩa là ngũ uẩn. Thành ra cái người nào mà không đạt tới niết bàn thì họ không thể biết được sự tận cùng của thế giới. Bởi vì khi mà đạt được cái niết bàn rồi đó, thì sự tận cùng thế giới là cái gì? Là ngũ uẩn này cũng không còn. Đó. Còn nếu mình gọi là, còn nếu mình hiểu theo cái nghĩa khác, không phải là ngũ uẩn, thì mình nói mình có đạt tới tận cùng thế giới thì cũng không thể chấm dứt khổ đau. Bởi vì nó không có liên quan tới ngũ uẩn.
bốn nghĩa của thế giới chỉ có cái liên quan ngũ uẩn mới có khổ đau. Thành ra Đức Phật mới thí dụ là trong cái thân này dài một tầm một trượng này kia dòng đó, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân thế giới, sự về thế giới rồi là nếu người nào có ngũ uẩn biết cách đúng mức thì mới thấy những cái điều kiện, cái nguyên nhân sanh ra cái này, cái sự đoạn diệt của cái này và con đường chấm dứt cái thân này để đạt đọt tới cái không già, không chết, không diệt, không khởi. Tức là không già, không chết, không diệt vậy. Đối với thế giới là ngũ uẩn. Còn những cái chỗ mà thế giới mà không phải là ngũ uẩn thì nói rằng có sự tận diệt, có sự này, sự nọ là không thể có được. Bởi vì nó không được định nghĩa giới hạn một cách đúng mức của nó. Thành ra trong ba chuyện này đó, thì Đức Phật chỉ cho cái ngũ uẩn này mà thôi. Mà khi nào mình đạt tới cái niết bàn á, thì mình biết cái sự chấm dứt, cái sự tận cùng của cái ngũ uẩn này. Đó. Mà khi nào mình đạt được tận cùng của cái đó đó, thì cái sự tận cùng của thế giới là cũng là cái chuyện chấm dứt khổ đau. Bởi vì lúc đó là bà đi nếu phà ná thì không còn khổ đau, không còn niềm nữa. Chồng là thấy cái cầu này là như vậy. Nam mô Bố Thầy giả kinh Bạch Tiêu Tàu này giả kinh Thầy chỉ kinh sinh nào mà dạy trong đạo đạo. Tất cả phước báo nào phát sinh do chữ thánh pháp trong ngày hôm nay xin hãy làm mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hay giả cũng cư sinh nam nữ trong đạo tràng có cơ hội chấm dứt các ác pháp ngũ ngầm ngay tầm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bố Thầy giả, nam mô Tham Ma giả, nam mô Sẵn Khai giả, nam mô Đạt Tạ Na Tỳ Giá Xa. Không biết cô Nhật Quỳnh có trở lại chưa. Nam mô Bố Thầy giả. Nằm một bức thời gian không thấy MC đầu xe, chúng con xin mời ngài trưởng lão chủ đùm lên làm gì đó rồi đóng rùm. Nằm một bức thời gian.